Rồi, hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ demo cho mọi người một cái app như thế này. Đấy, chúng ta sẽ làm những cái app như này bằng Flutter. Và nó có cái màn hình như thế này và cái nội dung của nó là các cái thông tin chứng khoán. Đấy, thì đầu tiên cái phần giao diện nó sẽ có một cái màn hình splash, thực ra thì nó hơi xấu. Thế nhưng mà chủ yếu là mình sẽ làm để demo. Đây có màn hình login này. Sau khi các bạn đăng nhập vào rồi, gõ tên, gõ mật khẩu đi. Này nó chưa gọi gì đến server đâu, nó chưa gọi gì API các thứ đâu. Có giao diện thôi. Sau đó bấm login, nó sẽ nhảy sang cái đấy, nó có validate này. Đấy, khi mà login thành công thì chúng ta sẽ sang một cái trang như này. Đấy, thấy chưa? Nó sẽ vuốt đi vuốt lại được và cái nội dung nó sẽ hiểu như này. Đấy. Rồi, ok, thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ xem trang này. Khi các bạn bấm vào cái menu bên trái thì nó sẽ ra cái kiểu như này. Đấy. Là một cái app khá là cơ bản. Ở dưới này chúng ta có các tab phải không ạ? Watchlist, trading. Thì cái dữ liệu này nó sẽ có phần backend nói ở cái video khác. Trong này mình sẽ trình bày các cái kỹ thuật để làm ra được cái giao diện như này. Và cách chúng ta tách một cái màn hình nào đó ra thành một cái thư viện độc lập. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết luôn. Chúng ta sẽ sang cái phần cài đặt cho Mac OS. Thế thì để cài cho Mac OS thì có chia làm hai dòng là Apple Silicon và Intel. Thực ra thì mình chưa có con Mac M1 đến M2 là trong tay. Đang dùng con Intel thôi. Thì các bạn nào có con M1 thì có thể là M1 hoặc M2 chip Apple Silicon thì thử cài để trải nghiệm. Thế cho nên cái lệnh này chắc là không cần. Cái lệnh trên cùng này để cho phép cái biên dịch Rosetta. Cái này chắc không cần. Download thì các bạn download cái bản này về. Đó. Nhưng mình thì mình thích là download trực tiếp từ GitHub. Đó. Download trực tiếp ở trên Git. Để sau này mình nâng version nó cũng dễ. Đỡ phải lên trên này download để ghi đề làm gì cả. Và mình sẽ dùng cái lệnh Git pull để pull cái code trên branch stable hoặc branch master. Rồi, ok các bạn git clone về. Clone về ở trên Windows thì chúng ta dùng cái git bash, ở trên này thì nó có sẵn. Đây, chúng ta dùng cái lệnh clone. Ở đây thì mình đứng ở trong thư mục document. Đấy, để vào đây thì các bạn là cd, mọi người có thể cho nó vào thư mục khác tùy theo sở thích của mọi người. Mình hay cho ở trong cái thư mục document. Đấy, dễ tìm, cd đến là nhìn thấy ngay. Chúng ta gõ lệnh git clone để download cái thư mục Flutter này về, cái thư viện Flutter này về, enter. ls-la list all. Ra đấy là cái Flutter nó được download về đây rồi. Thì các bạn cd Flutter, các bạn xem bên trong có những gì. Chúng ta xem cái lịch sử code nó được push lên thì chúng ta git log. Thôi mấy cái này thì cũng không quan tâm. Nhưng mình cần là xem có những cái branch nào thì các bạn là git branch. Đấy, đó, branch master. Chúng ta có thể read branch trừ a cho nó hiện ra tất cả các branch. Thì chúng ta có branch master và branch stable là ta quan tâm. Ví dụ như chúng ta có thể check out sang stable, đó, git branch. Hoặc chúng ta có thể check out sang master và chúng ta git branch. Rồi thế chúng ta sẽ vào cái thư mục mà tức là chúng ta sửa cái chúng ta xem là cái file Flutter file chạy nó nằm ở đâu. Đây thường thì nó nằm trong một thư mục bin viết tắt của binary. Đấy thì các bạn nhìn thấy cái Flutter và Dart chưa? Chúng ta cần cái đường dẫn của cái thằng này. Personal pwd thì chúng ta sẽ ra được cái đường dẫn. Rồi các bạn copy cái này và nhớ là để đây copy cái đường dẫn này. Để cái đường dẫn này chúng ta đưa vào trong một cái file gọi là file resource. Đấy, file này quy định cho ông ta biết rằng là đấy tôi sẽ đọc đến đây để tôi xem là có khi khi mà truy cập vào terminal tôi sẽ đọc đấy để tôi xem là có cái file Flutter ở trong đó chưa. Đấy và tôi lấy nó ra nếu mà các bạn gõ lệnh Flutter. Các bạn gõ đô la echo đô la cell để chúng ta xem là chúng ta đang tại cái cell nào. Bởi vì có một số bản macOS cũ thì nó vẫn dùng bash cell nhưng sang cái mới thì nó dùng z cell rồi. Và chúng ta gõ lệnh nano. Bạn gõ lệnh nano zshrc viết tắt của resource z cell. Chúng ta bấm enter. Đây và chúng ta nhớ là thêm cái đoạn code này vào nhá. Đây cái đoạn gọi là đường dẫn đến cái Flutter bin ở trong của mọi người thì có thể là chỗ khác. Đấy. Thì các bạn copy nó vào, paste nó vào. Và tiếp theo là cái đường dẫn đến cái library SDK platform tool thì cái này nó sẽ điền vào sau. Các bạn nào tạm thời thì mình xóa bỏ qua đi cho để sau lúc này cài cái
Android Studio thì sẽ tính sau. Đấy, sau đó các bạn bấm Ctrl X, đây Ctrl X để thoát khỏi và bấm Enter để đồng ý lưu lại cái nội dung của cái file này. Đấy, bấm Y trả lời Yes, Enter. Chúng ta xem lại nội dung của cái file đấy lần nữa dùng lệnh cat. Đấy, OK, chúng ta sẽ nhìn thấy cái đây cái export path. Cái này tức là thêm đường dẫn của cái Flutter vào trong đường dẫn. À, nó giống như cái environment path của thằng Windows. Rồi bây giờ chúng ta echo $ path. Trong này nó có cái đường dẫn đến Flutter là được. Rồi, bây giờ chúng ta tắt cái terminal đi. Chúng ta thử mở lại terminal khác. Chúng ta cd đến thư mục document. Hoặc là chúng ta đứng ở thư mục bất kỳ cũng được. À, sau đó chúng ta gõ lệnh gì ạ? Flutter Doctor. Để nó kiểm tra xem là mình còn cài thiếu những cái gì. Đấy, ở đây thì nó đang báo là cái Android Studio chưa cài. À, mình sẽ sử dụng Android Studio hoặc là sử dụng Visual Studio Code. Có lẽ là nên lái sang dùng Visual Studio Code bởi vì trong này mình còn dùng cái GitHub Copilot và cả Xcode. Rồi, OK, đương nhiên mấy cái này phải cài. VS Code thì cài rồi. Cái này thì chắc là nhiều bạn biết cài VS Code. Đã không phải hướng dẫn ở đây. Cái Android Studio, bây giờ cài Android Studio đi. Ta bấm vào đây và cài thôi. Bản Flamingo, I have read. Cái này là Mac Intel chip. Mọi người ai dùng MacBook M1, M2 thì dùng chuyển sang Apple chip. Cho vào thư mục download. Rồi chúng ta bấm vào file DMG. Các bạn cái kéo thả cái Android Studio vào trong thư mục Application. Các bạn bấm vào Launchpad và search cái gọi là Android Studio. Rồi, các bạn bấm Open. Ở trong này chúng ta có thể mở các cái check for update vào và kiểm tra những cái bản mới nhất. Chúng ta vào trong SDK Manager. Ở trong này thì chúng ta mở SDK Tool và cài những cái build tool mới nhất ra. Cái tiếp theo nữa là cái Android SDK Command Line. Ta cài những cái này ra. Bấm OK. Rồi bấm Finish. Rồi bây giờ mình Flutter Doctor lại thêm lần nữa. Cái này nó đang bỏ qua một cái bước, tức là cái bước trả lời đồng ý. Thì bạn nào mà dính cái bước trả lời đồng ý đấy thì có paste cái câu câu hỏi lên trên cái phần description nhá. Bởi vì có thể là lần trước mình đã bấm accept một lần rồi nó không hiện ra cái đoạn đấy. Thì cái đoạn đấy phải paste một cái lệnh và trả lời I accept đấy thì nó mới chạy. Nên lần này nó trả lời rồi cho nên nó không không hỏi lại nữa. Bây giờ nó chuyển sang cái Xcode đi. Đây ta mở cái App Store ra, xong rồi tìm Xcode. Rồi download cái Xcode này về là được. Phiên bản mới nhất. Bạn nào mà có tài khoản developer rồi thì có thể lên trang đã đăng nhập tài khoản xong download cái Xcode.file zip này về cài cũng được. Có thể luôn luôn cài được bản mới nhất để trải nghiệm trước. Thế còn nếu không thì mình có thể là download trên App Store, cách nào cũng được. Còn một cái nữa là cái Homebrew. Chắc là cái này cũng bạn nào dùng Mac thì biết rồi. Ai thì gần như mọi người đều dùng. Tức là chúng ta để quản lý các package trong macOS. Các bạn bấm copy ở đây. Sau đó paste vào đây là được. Bây giờ chúng ta cd đến thư mục code của mình. Thì cái này tùy các bạn thôi. Có thể bạn này đặt ở chỗ này, bạn khác đặt ở chỗ khác. Đấy, chúng ta ls trừ la vào một cái thư mục trống rỗng nào đó đi. Để mà tạo một cái dự án mới trong Flutter thì chúng ta sẽ dùng lệnh là Flutter create đó và tên của dự án. Vậy là ở đây chúng ta sẽ dùng lệnh là Flutter create stock app. Thì là cái này nó sẽ theo dõi các cái thông tin về chứng khoán, sẽ có giao diện nó khá nhiều cái hiệu ứng. Thì là chúng ta sẽ kết hợp là viết cái ứng dụng này và có chữ trợ giúp của Google ChatGPT. Tất nhiên là nếu mà không có trợ giúp mà ta viết từ đầu thì nó gian truân lắm. Rồi chúng ta bấm Enter. Rồi, chúng ta chạy thử ở chế độ Terminal trước thì đã xem nào. CD Stop App Flutter Run. Đây là họ đang bảo là No Wireless Device. Không thấy. Ta thử chọn một đi xem nào. Chạy trên Mac OS. Chưa được. Rồi, ta bởi vì cái Xcode nó chưa chạy. Rồi ta lại chạy lại lần nữa xem nào. Ta chạy trên web đi, chọn hai chạy trên web, mở Google Chrome ra. Đấy, OK, đây là cái trang chủ của ta. Rồi thế phần code đâu? Code thì chúng ta sẽ mở Visual Studio Code, sau đó chúng ta bấm Open Folder, ta chọn cái thư mục vừa rồi, đây Stock App vừa rồi này. Thì đây là cái phần cấu trúc thư mục. Thế thì code của chúng ta nó chủ yếu họ sẽ nằm ở trong cái file lib này, đấy trong cái lib này. Và cái phần thư viện nó sẽ nằm trong cái file pubspec.yaml. Thì nó là cái cặp cấu hình cho một cái dự án Flutter. Thì trong này nó sẽ chứa tên và version của các cái thư viện
sẽ có nhiều cái dependency mà các bạn đưa vào, hoặc là các dev dependency, tức là những cái thư viện mà phục vụ cho các bạn trong giai đoạn phát triển. Đấy, khi mà cái app nó ở chế độ development, tức là bàn giao khách hàng rồi, thì những cái thư viện này nó sẽ biến mất. Nó nằm đấy là những cái thư viện mà nằm trong cái dev dependency. Chúng ta có cái định dạng là IAML hay là IML đều được, thì cái này nó viết tắt của Ant Markup Language. Nó hay dùng để thay thế cho cái XML và JSON. Thì đây chúng ta thấy là nó sẽ quản lý theo kiểu là tab tab vào như này. Cha là dependency, con là Flutter, cháu là SDK. Đấy, đại khái là ta nhìn vào ta sẽ nhìn thấy thấy theo cái sơ đồ, kiểu như là sơ đồ cây, nhìn cái là hiểu ngay chứ không phải đóng ngoặc mở ngoặc cái gì cả cho nó thêm rắc rối. Ở đây ta có một cái thư viện như này, đây là ví dụ về một cái thư viện họ cài sẵn cho mình các cái icon. Thì cái thư viện mũ 1.0.2 thì cái dấu mũ này nó có tác dụng gọi là tương thích ngược. Tức là tôi để dấu mũ này thì là tôi cho phép là update được lên 1.1.0, 1.2.3 vân 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 vân. Miễn là cái chữ đầu tiên nó phải là cái số đầu tiên nó phải là số 1. Đấy. Thế nhưng mà nếu các bạn update lên phiên bản 2 nó không cho. Đấy. Thì cái này đảm bảo để nó tương thích ngược, có nghĩa là gì? Có nghĩa là lâu lâu chúng ta mở cái project của chúng ta lên, nó update thư viện thì cái này nó nâng lên cái thư viện mới nhất, nhưng mới nhất theo kiểu là không, là cái maximum của số đầu tiên nó chỉ là một thôi chứ không phải là lên hai được. Đấy. Chứ nếu mà chúng ta cho lên mới nhất quá nó chạy lên chạy một cái là cái project của ta nó lỗi tưng bừng lên. Thì cái này khi mà update version chúng ta lưu tâm. Đây là các cái thư viện tương ứng các cái không phải thư viện là các cái thư mục tương ứng với các phiên bản. Ở đây thì nó chạy cả trên Mac OS, cả chạy trên web, trên Windows vân vân và vân vân. Đấy, những cái ta quan tâm ở đây thì là trên ứng dụng di động thôi, iOS và Android thôi. Đây là hai cái thư mục mà dành cho ứng dụng di động, thư mục iOS và thư mục Android. Ở đây cái file main.dat chẳng hạn như là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều component bên trong này. Ta có file main này, và trong này chúng ta có một cái gọi là cái component, một cái thẻ là thẻ My App. Thì khi mà lần đầu tiên loát cái thẻ My App này thì chương trình của chúng ta nó sẽ chạy cái hàm build trước để nó build ra giao diện. Đấy. Thì bên trong này nó sẽ có nhiều các cái state. Chẳng hạn như là trong cái giao diện của bạn có đăng nhập email password thì cái email password đấy được gọi là các state, trạng thái. Đây thì mình để nguyên tiếng Anh thôi. Thì trong toàn bộ cái app của chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái thẻ là thẻ Material App. Tức là như kiểu chúng ta nói là single page. Cái nội dung ở dưới cái thẻ home page này nó nhìn nó phức tạp, nó tự sinh ra thôi, ta không quan tâm. Ta thử xóa cái thẻ home page đi, ta thay bằng một cái thẻ của ta xem nào. Ví dụ như chúng ta có một cái thẻ text đi. Chúng ta gọi ha ha cái xem nào. Đấy, Ctrl S. Thế xong rồi ta quay sang cái terminal, ta bấm R, ấm RR thì nó sẽ refresh lại các bạn nhé, bấm R thì nó sẽ restart lại app. Ta lại mở web này ra. Đấy, có chữ ha ha. Rồi, thế bây giờ ta sẽ mở bên này. Chào các bạn. Bấm Ctrl S. Đây là chưa thấy gì đúng không? Bấm thử refresh xem nào. Chưa thấy gì. Rồi. Thế bây giờ các bạn lại quay terminal RR. Bấm R vào. Đấy, thì nó có chữ chào các bạn. Bây giờ mình mở cái Android Studio lên, open này. Đấy, mình truy cập đến đúng cái app đó. Open. Rồi. Choose project tin tưởng. Bấm mà tab project cho nó hiện cái file ra. À, có gì cần update thì update hết đi. Trong plugin thì chúng ta nhớ cài thêm cái Dart, ngôn ngữ lập trình Dart và Flutter. Ta chọn Dart và Flutter cài nó ra. Rồi, chúng ta cần apply một cái theme nào đó mà chúng ta thích. Đây thì mình thích cho cái theme tối màu. No device selected. Thì cái này các bạn có thể mở thử cái web ở trên này xem sao. Đây, web trước nha. Bấm run. Hiện ra chào các bạn. Trong này chúng ta cũng sửa code đi một chút. Thêm chữ KK vào đây. Ctrl S. Đấy, nó cho sẽ refresh luôn. Ok, có vẻ dùng cái này ổn hơn. Chúng ta tắt cái terminal này đi. Ctrl C. Có mấy cái cửa sổ này thì ta chỉ cần một cái thôi. Rồi, bây giờ chúng ta thử iOS Simulator. Cái này thì cái Xcode chưa cài xong. Xem cái cài xong Xcode kia ta quay sang xem nào. Rồi, có cái file .zip 7 GB này. Cài xong rồi đấy phải không?
chúng ta bung nó ra thôi, xong rồi ném vào trong application. Rồi bây giờ chúng ta kéo thả cái này vào trong application. Đấy, ta bấm vào Xcode. Rồi ok rồi đấy. Đấy, thế bây giờ chúng ta thử Flutter Doctor lại xem nào. Đấy, Flutter Doctor lại xem nó báo cái lỗi gì. Rồi ok rồi. Đấy, thế bây giờ cần phải cài thêm cái Cocoa Pod này nữa này. Cocoa Pod là cái để nó quản lý các cái package trong ứng dụng native iOS. Đây này, cái ứng dụng native iOS đang nằm. Đấy nhá, các bạn switch nó sang project thì các bạn sẽ thấy là nó nằm trong đây này, iOS này. Thì trong cái iOS này nó sẽ có cái file gọi là Xcode Workspace. Cái Xcode Workspace này khi các bạn mở thì nó sẽ có một cái dự án port ở bên trong để quản lý cái thư viện. Và để cài cái thư viện native trong iOS thì chúng ta cần cái lệnh port install. Đấy. Và để có được cái port đấy thì chúng ta phải có Cocoa Pod. Thì Cocoa Pod đấy là một cái gem của Ruby. Ruby đã tích hợp xong macOS sẵn rồi. Bây giờ chúng ta chạy sudo gem install Cocoa Pod. Ta lại mở lại Android Studio. Thế xong ở đây ta chọn cái gọi là Open iOS Simulator. Đây không có thiết bị thật thì có thể dùng cái iOS Simulator này. Còn thiết bị Android nữa. Thế xong đến thiết bị thật. Nó sẽ hiện lên một con iPhone 14 Pro Max. Chúng ta kéo sang đây nhìn cho nó vừa màn hình. Đây, chọn iPhone 14 Pro Max Mobile này. Stop, run. Đấy, có vẻ như dev kiểu này hay hơn. Vâng. Tuy nó hơi nặng nhưng mà nó để training khá là tốt. Đấy, ok, nó hiện ra chữ chào các bạn KK này là ok rồi này. Rồi, hello đi. Ctrl S. Đấy, nó chạy được luôn. Rồi, thì bây giờ đến thiết bị Android. Android thì bây giờ stop cái thằng này lại. Ta mở cái gọi là Android Virtual Device ra. Device Manager cũng được. Tạo ra một cái device mới, chúng ta chọn thiết bị Pixel Google đi. Bây giờ chắc là 6 inch thôi. Đây. Pixel 6 này cũng được này. Đấy. Tầm Android 11 trở đi rồi đẹp. Chúng ta bấm Done. Next, Finish. Đó, chúng ta bật bật cái ta kéo nó sang đây. AVD Android Virtual Device. Ta đợi cái thiết bị nó khởi động lên. Rồi, bây giờ chúng ta chạy thử. Đây, ta chọn cái Pixel 6 Pro này. Xong ta bấm Run. Rồi, chữ Hello. Ta đổi thế này thì chào các bạn. Ctrl S. Rồi, ok rồi. Đó, bây giờ ta sẽ cắm thiết bị thật vào. Bây giờ làm nào chiếu được cái thiết bị thật lên đây nhỉ? Chắc là xài Anydesk thôi. Anydesk đi. Hơi tiểu xảo một tí. Tầm này là vừa đủ. Bây giờ mở setting này. Chọn cái chỗ nào nó có cái chữ gọi là Enable Debugging thì bật lên. Thế này thì mỗi một điện thoại nó có một cái setting riêng cho nên là cũng không giống nhau lắm. Kiểu gì nó có cái phần developer option này. Đấy. Bạn nào lần đầu mở vào thì mình mở cái phần gọi là about phone, xong rồi bấm độ 4 5 lần vào cái ID của thiết bị để cho biến cái thiết bị này nó thành cái enable debugging và trở thành developer. Thì nó sẽ có cái developer option ở phía bên dưới này này, bấm vào đây. Đây này, nhớ bật cái này lên. USB debugging. Nhớ bật cái này lên nhá. Với cái phần viết giao diện bình thường thì chắc là mình dùng simulator của iOS thôi. Sang cái phần mà kết nối sang server thì lại phải chỉnh. Lúc này ở trên phía danh sách các thiết bị thì mình sẽ nhìn thấy là cái SM Samsung đây phải. Bây giờ mở terminal ra để xem là các cái device nó có những cái gì. Đây, nó sẽ có lệnh Flutter device để nó hiện ra tất cả các device đang bật. SMA23F là mobile. Thế ngoài ra cái iPhone 14 này là cái simulator. Thế còn cái macOS này thì thôi, Chrome thì để debug cho nhanh. Để chạy ở chế độ lệnh cho một cái device cụ thể nào đấy thì mình có thể sử dụng cái lệnh này nhá. Flutter run -d, -d là cái device và cái này là device ID. Tức là chỉ đích danh cho một cái thiết bị nào đó. Ví dụ như là Flutter run -d. Ta copy cái device này và ID này vào paste vào đây. Trong trường hợp mà cái thiết bị của bạn chưa đồng ý cho debug thì cái ID nó chưa hiện ra thì lúc đấy các bạn phải set allow ở trên cái thiết bị của mình thì lúc này cái device ID nó mới hiện ra ở phía dưới. Bấm enter đi. Thì lúc này nó sẽ build Gradle này và nó build các cái file binary, đợi lúc thì nó sẽ hiện ra thôi. Đấy, đúng không? Nó sẽ bao build file APK, sau đó nó cài cái file APK này lên thiết bị thật. Đấy, rồi nó hiện ra một đống các cái lốc này. Bây giờ mở Anydesk ra. Đấy, ok, nó hiện ra cái chào các bạn rồi này. Bây giờ mở Android Studio, sửa cái chữ này đi một chút, kéo hai thằng này gần nhau lên.
Rồi, tắt bớt cái tab này đi. Đấy, chào các bạn, nên cho chọn này Hello đi xem nào. Control S. Ở đây nó không chạy được vì sao ạ? Bởi vì mình đang chạy ở chế độ lệnh. Cho nên là nếu mà muốn refresh được thì ở đây mình phải bấm R. Đấy, bấm R để reload hot reloading. Sau đó mở đây. Đấy, thế nhìn thấy chữ Hello. Đấy, chỗ này lại chào các bạn lại xem nào. Lại quay sang đây sẽ bấm hai lần R. Đấy, nó thể hiện ra. Rồi, thế ta lại quay sang cái chế độ debug ở bên Android Studio. Thì là chúng ta chọn Samsung này, trong bấm run này. Để chạy bên macOS nó đỡ lỗi hơn vào. Đấy, ok rồi. Thế bây giờ mình thử sửa bên này nhá. Xem nó có hot reloading ở bên này được không. This is a tech Ctrl+S. Đấy, thấy chưa? Reload luôn. Rồi. Về cái cách bố trí thư mục thì chắc là không thể tống tất cả vào file main được, cho nên nó phải chia nhỏ ra. Đầu tiên là cái thẻ My Homepage này sẽ phải xóa đi này, không cần thiết. Cái thẻ mà nó tạo ra ban đầu cho mình thì mang tính chất là test thôi. Cái màn hình đầu tiên mình cần phải vào đấy là màn hình Splash. Có lẽ là mỗi màn hình mình cho một cái thư mục đi. Ở đây mình sẽ có một cái khối tên là Screen. Rồi. Ta cho một cái package vào đây. Cái khối này sẽ chứa các cái màn hình Screen. SC. Đó, viết hoa. Viết thường nhé. Viết thường toàn bộ. Và tiếng Anh số nhiều đối với những cái thẻ, đối với những cái package, đối với những thư mục mà nó chứa nhiều file bên trong. Chỗ này mỗi màn hình sẽ cho nó một cái thư mục riêng, bởi vì trong cái màn hình đấy mình có thể có nhiều cái màn hình con, cho nên là tống nó vào thư mục. Đây, chuột phải này, tạo ra một package này. Chẳng hạn như màn hình khởi động mình gọi là splash splash nhá. SH, ok. Trong cái splash này nó sẽ có một cái file là file dat. Các bạn mà chuột phải tạo ra một cái file dat file. Chúng ta viết bằng ngôn ngữ dat. Thì mỗi một thẻ hay là một widget thì nó sẽ có hai loại là stateful và stateless. Thì trong cái stateless nó có thể có cái thuộc tính, và khi mà cái thuộc tính nó thay đổi thì cái giao diện nó không reload lại. Và mỗi một cái class đấy thì nó sẽ kế thừa từ một cái stateless widget. Rồi bây giờ chúng ta thử viết nhé. Class, tên của class sẽ trùng với lại tên của component, hay là trùng với tên file. Mỗi tội là một thằng viết hoa, một thằng viết thường thôi. Class và extend. Extend là kế thừa nhá, từ state list widget. Cho chọn cái này đi. Material. Tất nhiên là họ sẽ khuyến cáo ta dùng cái Cupertino của Apple, nhưng ta nên dùng cái Material Dart của thằng Google này hơn này. Đó. Thì cái style nó sẽ tương thích cho cả hai, cả Cupertino của Apple lẫn của cái Material của thằng Google. Rồi ta chọn thằng này đi. Material nó sẽ import ở trên. Ở đây khi mà các bạn khai báo xong nó sẽ báo lỗi, bởi vì sao? Mình cần mình thực thi một cái method, một cái abstract method, đấy là cái build. Rồi, các bạn gọi build. Ok. Đấy, nó sẽ hết lỗi. Thì cái method này bắt buộc phải thực thi. Khi mà cái giao diện chúng ta chạy và nó reload ấy, thì cái method này bắt buộc phải thực thi. Nó giống như cái abstract method trong Java ấy. Rồi, ta sẽ return một cái rất là basic là một cái thẻ text đi nhá. Text đi. This is splat. Cho nó cái tên như này. Chấm phẩy. Kết thúc mỗi câu lệnh trong dat thì đều phải chấm phẩy. Ở đây thỉnh thoảng nó báo warning, bởi vì sao? Bởi vì cái thẻ này là họ thấy là mình không có gì thay đổi cái nội dung bên trong trong cái file này, thì nó yêu cầu là nên tối ưu bằng cách là để dưới dạng constant. Thì những cái đoạn tối ưu này ta sẽ viết sau. Sau khi viết xong cái thẻ rồi thì ta quay lại ta optimize cái phần này sau. Đó. Cho nên là tạm thời những cái phần nó báo warning ta có mặc kệ này. Không quan tâm lắm. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ phong cái thẻ này lên làm cái màn hình chính. Chúng ta mở cái phần gọi là main.dat này, thay cái thẻ text này bằng gì? Splat. Rồi, mở ngoặc đóng ngoặc, đây là hàm khởi tạo. Bình thường cái các phiên bản cũ thì nó sẽ có cái lệnh new ở đây, nhưng bây giờ không cần nhá. Lệnh new nếu các bạn đưa vào nó vẫn chạy, nhưng mà nó sẽ báo là thừa, không cần thiết, bỏ rồi. Đấy, ok, this is splat. Mình có thể bao ngoài cái màn hình này bằng một cái thẻ scaffold. Đó. Scaffold, ok. Theo nguyên tắc luật bất thành văn thì là cái thẻ scaffold tưởng nó sẽ là con của thằng Material App. Thằng Material App trong một app ta có một thẻ Material App. Mỗi màn hình sẽ là một scaffold. Và trong scaffold thì có thể có nhiều các thẻ khác nữa như container này, stack này,
row này, column này, vân vân. Rồi, sẽ đi dần dần ở những cái đấy sau. Ta mở cái splash này ra xem nào. Ở đây có những cái đoạn code comment này tao bỏ đi. Cái đoạn này biết rồi. Ok. Theme data. Cái theme data là cái màu chủ đạo của app. Cái splash này thì chúng ta sẽ cho chẳng hạn như ở đây chúng ta có một cái thẻ scaffold. Scaffold. Scaffold có thuộc tính body. Đấy, anh em có thuộc tính body ở đây. Đấy, có vẻ trắng tinh ngon lành rồi. Đó. Đấy đang đen xì. Rồi. Rồi cái style này nó sẽ đi với cái style của điện thoại. Ở bên này chúng ta muốn padding thì chúng ta có thể sử dụng một cái thẻ gọi là thẻ container. Container. Con của container nó sẽ là cái thẻ text và nó sẽ có padding. Add inset.all. Đó. Tức là padding cho 4 chiều. Cho 20 đi, 20 pixel đi. Đó, ok. Như vậy là top này, left right này, down này và phía bên phải là giãn ra 20 pixel. Rồi, cái mấy mấy warning là cái phần họ yêu cầu chúng ta để constant thôi. Cái này bỏ qua nhé, cái này để khi nào mà xây dựng xong rồi mình mới constant cả lũ. Thì bây giờ nếu mà mình cứ constant thì hết báo lỗi, nhưng đến lúc nào đó mình những cái thẻ này có sự thay đổi thì mình lại phải, phải xóa cái constant đi. Hơi mất công. Rồi, this is flat. Bây giờ chúng ta cần tìm một cái background vào. Đây, ta cần cho một cái ảnh nền vào đây. Download bừa trên mạng về một cái ảnh nhìn thấy màu vàng vàng này đi. Một cái logo trái tim. Cái này thì chúng ta có thể lấy trên Icon 8 nhiều lắm. Rất nhiều trang free có thể lấy về. Ở đây thì lấy sẵn cho mọi người một cái ảnh logo trái tim. Nhớ là file PNG thì sau này còn đổi màu nhé. Còn đổi cái màu màu mình không đổi màu background. Background mặc định là trong suốt. Ảnh nhọt thì cho hết vào một cái thư mục tên là Asset. Ta mở thư mục clip. Nó sẽ nằm ở cái thư mục ngang cấp mấy cái clip này. Ở trong này xem họ tạo sẵn Asset cho mình chưa. Sẽ tạo ra một cái file folder tên là Asset. Asset thì viết thường nhá. Ta tạo ra một thư mục Image. Image. Sau nó paste hai cái ảnh này vào. Đấy. Bây giờ sẽ phải có một cái đoạn code để cho biết rằng là hai cái ảnh này nó nằm ở vị trí nào. Đoạn này chat GPT làm thôi. Đầu tiên là bạn phải khai báo xem là bạn dùng những cái ảnh nào. Đó. Đây là để tránh cái trường hợp là mình cứ đưa bừa ảnh vào và cái thì mình muốn sử dụng, những cái thì mình không sử dụng, nhập nhằng. Thì mình sẽ phải khai báo cụ thể là xem là tôi sử dụng những cái ảnh nào. Đó, chúng ta copy cái phần asset là con của cái thẻ Flutter trong PubSpec. Đây này. Cách đơn giản nhất là họ đã comment cho mình sửa một số những cái asset đây rồi nhá. Nó báo warning bởi vì là mình cần phải tap vào. Ok nhá. Đây, chúng ta xóa đi, xong chúng ta tap một lần nữa. Tap lần nữa là con, tap lần nữa là cháu, cứ như thế mà tính. Rồi, tap lại, tap một cái. Rồi, ta sẽ theo cái thư mục này. Nó sẽ nằm trong cái thư mục asset. Đây, asset sc. Xẹt một cái image sc. Chọn tất tần tật. Đấy. Bên trong thư mục này là lấy được hết. Đó. Bây giờ ta muốn là cái ảnh nền nó nằm ở phía đáy. Thế xong rồi cho cái chữ nó đè lên trên cái ảnh nền. Phía đây ta có một cái thẻ gọi là thẻ stack. Như kiểu là trồng chập thẻ stack, tức là cái thằng nào nó ở phần tử đầu tiên của thẻ stack thì nó nằm dưới cùng, cái thằng nào ở trên cùng thì nó nằm đè dần lên nhá, cứ thế nó đè dần lên thôi. Như là cái này stack, thẻ stack có một thuộc tính là thuộc tính children. Khi mà các bạn thấy là cái thuộc tính child là chỉ có một con thôi, thuộc tính children là cái con của nó, một cái array, một cái mảng. Rồi thế chúng ta sẽ có cái thằng này, bấm Ctrl S. Có vẻ như là chưa có gì xảy ra nhá. Đấy, nhưng bây giờ ta muốn chèn cái ảnh vào phía sau của cái text thì làm như nào? Phẩy một cái này. Ở đây nó sẽ có image.asset, image.asset. Rồi. Sẽ có cái ảnh là cái đường dẫn vừa rồi phải không ạ? Là chúng ta để cái string là viết nháy đơn được, asset này, asset này, slash này, image này.
Rồi background.png .png nhá. Rồi, chính là cái file này này. Đây này, thấy chưa? Đấy, background.png này. Thế nhưng mà bây giờ là mình muốn nó fit cho toàn bộ cơ. Fit toàn bộ làm như nào? Thì chúng ta có thuộc tính là thuộc tính fit. Thuộc tính fit thì nó nằm trong cái hàm asset này. Thì chúng ta nên để kiểu dạng như này. Trong Flutter thì chắc ta không quan tâm nhiều đến cái đoạn mà code nó bị chèn sang bên 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 phải quá nhiều. Đấy. Nhưng cứ lên nên lưu tâm ở khi mà mình để cái thẻ con cháu chắt của nó nhiều quá thì cái quá trình render nó sẽ bị chậm đi. Rồi, fit đi. Thuộc tính fit của ta nó sẽ là box fit.cover. Rồi, xem nó sẽ khác gì nhá. À, chưa thấy gì cả. Public get dependency này, bấm vào đây. Chưa có gì xảy ra vào. Nó có mấy loại box fit, ví dụ như là chúng ta có fin đi, fin thì sẽ có được rồi. Bởi vì cái ảnh này cái tỷ lệ nó không bằng so với lại cái tỷ lệ của cái device. Thế cho nên là ta cần giãn cả hai chiều ngang và chiều dọc. Cái này chúng ta để cover đi. Cái này chúng ta để width maximum của double, như vậy là double.infinity. Và cái chiều 2 cũng như vậy. Thì nó sẽ dàn hết ra theo hai phía. Infinity là vô cùng lớn, tức là giãn hết cỡ luôn. Ok, sẽ giãn hết cỡ. Đấy, về chi tiết của các loại box fit thì chúng ta có thể xem ở đây nhá. Cái này thì cũng tương đối thôi. Tuy nhiên là ta phải làm sao mà để cái ảnh nó co ngắn theo từng cái device, chứ mình không thể lấy một cái kích thước mà nó chuẩn một cái device nào đó, bởi vì giờ rất nhiều loại, đúng không? Ta sẽ lấy một cái ảnh nó tương đối to, thế xong nó gặp device nào thì nó tự động co giãn, miễn là nó không bị giãn chiều ngang chiều dọc để mình phát hiện được ra thì nhìn nó hơi dở nhá. Trong trường hợp này là ok rồi. Bây giờ ta cần đặt một cái logo vào giữa. Ta cần cho cái logo trái tim vào giữa, không? Cần cho một logo trái tim ở đây đi, container. Một thể container xếp chồng lên trên. Cái container xếp xếp chồng lên trên cái ảnh nền viết 120. Còn cái logo trái tim thì là ở đây width này, chúng ta cho cái chiều cao của nó một chút này là 120. Kệ nó, tí nữa mình cứ cho to nhỏ đi không sao cả. Cái decoration là cái phần liên quan đến cái hình dáng, cái phần trang trí là cái gì hình dáng của cái container đấy, phải không ạ? Thì cái này chúng ta cho nó một cái shape này. Rồi, shape của nó là box shape chấm rectangle. Rồi, cái đây chúng ta cái image decoration image và cái này của nó là image asset image. Rồi, ta cho cái đường dẫn của cái file ảnh đó vào. Rồi asset image này và logo.png. Như vậy là nằm bên dưới là cái image, thế sau đấy thì cái này lại xếp lên. Thế muốn cái thằng container nó ra giữa thì chúng ta có thể cho một cái thẻ center vào. Chúng ta có thể có một cái thẻ center vào đây. Try. Đó, Ctrl+C. Rồi, như vậy là cái trái tim của mình nó sẽ nằm ở giữa. Để mà đổi màu nền của cái container trong footer thì chúng ta thêm thêm cái color vào bên trong của thằng box decoration. Ví dụ như là ta copy cái đoạn code này, sau này ném vào đây. Ctrl+S. Đấy, thì nó sẽ sang màu này. Đấy, cái white đi xem nào. Ctrl+S. Đấy, ok chưa? Còn nếu không thì nó là, sẽ là màu trong suốt. Rồi, bây giờ ta muốn là mang cái chữ ZD Splat này nằm dưới thằng 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 center này thì làm như nào? Nếu mà chúng ta mang cái chữ này, ta mang cái chữ này ta để dưới này thì nó tôi cũng không phải, bởi vì nó đang sắp xếp theo kiểu xếp chồng. Thế nhưng mà mình muốn là cái chữ ZD Splat nằm dưới cái trái tim này cơ thì làm như nào? Thì cái này mình sẽ phải nhét cho nó một cái column nhá. Đây, column. Rồi. Thì các bạn sẽ cho nó một cái column ở đây. Nếu mà cắt. Chúng ta có thể bấm đây cho nó cụp lại. Rồi. Cắt.
Cho bạn cho một cái column từ trên xuống dưới, children, rồi thấy đó. Thế cho cái phần tử thứ hai của column thì là gì? Thì cái là cái ddsplat này. Các bạn mang cái phần ddsplat, chắc là cái này chỉ cần text thôi nhỉ. Text đi nhá, text đi đó. Còn padding đó. Ta cho xuống dưới này đi, cho xuống con của cái column đó, ok chưa? Bây giờ ta muốn là hai cái thằng này đều là ra giữa thì như nào? Ta muốn hai 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 này đều ra giữa. Đấy, thì là ta có một cái thuộc tính gọi của cái thằng column là justify content, hay là main axis alignment, main axis alignment center và đó, control s, ok ra giữa chưa? Đấy. Hoặc là chúng ta thêm cái cross axis alignment nữa. Đấy, ra từ đây đây, ok rồi, không vấn đề gì cả. Rồi, ta muốn sửa cái text này đi thì làm như nào? Ta nhớ là enter cho các thuộc tính. Rồi, ta muốn cho cái chữ này nó to lên một chút thì ta có thuộc tính style, text style. Ở trong này chúng ta có thể font size bằng là 20 đi. Color chúng ta sẽ để color, xong rồi chúng ta cho nó màu trắng đi. Đấy. Ta sẽ để cho phông này là 25. Dạ, đấy. Tùy thôi, tùy các bạn tùy biến thôi. Ở đây chúng ta muốn cho một cái khoảng cách giữa trái tim và cái thằng CD Splat. Thì cha có thể sử dụng cái gọi là size box. Rồi. Cho cái chiều cao của nó là 20. Ví dụ như thế. Đấy, ok. Nó sẽ có một cái khoảng cách. Rồi, tùy thôi. Cái này mọi người có thể cho thêm. Tiếp theo là chúng ta thấy ở trong cái main này họ khởi tạo ra cái splat. Thế thì mình có thể truyền tham số vào đây được không ạ? Để truyền tham số vào một cái stateless widget, thì chúng ta phải khai báo cho nó cái hàm khởi tạo. Đây này, các bạn phải khai báo cho nó cái hàm khởi tạo và một cái thuộc tính của thuộc tính mà mình truyền vào, và mình sẽ truyền vào hàm constructor. Ví dụ ở đây chúng ta có một số nguyên x. Chúng ta muốn chuyển nó vào int x đó. Chúng ta sẽ để cái final, tức là khởi tạo một lần đúng không? Như vậy là cái chỗ này phải có là gì? Splash hàm khởi tạo, tên hàm trùng với lại tên class, mở ngoặc đóng ngoặc require, tên của hàm khởi tạo trùng với tên class, ta truyền vào biến x. Ở đây tại sao để final? Tức là mình sẽ set cho nó một cái, khi mình truyền vào set cái giá trị đó, và giá trị đó không thay đổi. Đấy, ở đây nó sẽ báo lỗi. Như vậy là đây chúng ta sẽ phải truyền vào x2.12. Bây giờ ta muốn hiện nó ra ta làm như nào? Bên thằng splat mình muốn hiện nó ra thì mình làm như nào? Ddsplat x bằng gì? Đô la, các bạn truyền một biến vào đô la mở ngoặc đóng ngoặc z.x. Chúng ta sẽ nhìn thấy số 12 chuyển xuống. Rồi. Tuy nhiên khi mà cái số 12 này bên trong thay đổi thì nó không reload lại ngay. Đấy. Bởi vì cái số 12 này nó truyền từ thằng cha xuống đây. Đấy. Thì cái đấy ta sẽ nói ở trong cái đoạn mà nói về cái stateless widget nhá, stateless widget. Ok. Đó. Giờ ta comment cái dòng này lại, chắc không cần đến. Có thể để nháy đơn nhá. This plus có thể để nháy đơn. Rồi. Ở chỗ này ta comment lại để chúng ta biết thôi. Đây ta cũng không cần truyền cái tham số gì từ đây sang là gì cả. Rồi bây giờ ta sang một cái màn hình khác là cái màn hình stateful widget, stateful widgets. Ta gọi cái màn hình này là màn hình đăng nhập login. Thì ở đây ta có thể refactor cái đoạn code này một chút. Tức là những cái thẻ nào nó mang tính chất đại diện cho một màn hình thì mình đặt tên có thêm cái chữ screen ở cuối. Rồi các bạn bấm vào refactor splash screen, enter là xong. Đó, bấm cắt chuột s. Rồi thử kiểm tra xem mọi thứ thay đổi nó đã được apply chưa, thì chúng ta chỉ cần là cho chữ 11 vào đây là xong. Đó, thấy nó apply thay đổi là được rồi. Rồi thế thế thì theo cái quy định đặt tên lúc nãy thì để tạo ra màn hình login thì chúng ta cũng tạo ra gì? Chúng ta cũng tạo ra một cái thư mục bên trong login nhá. Đó. Thì trong cái này thì chúng ta cũng
có một cái file. Cái này đặt tên chuẩn chưa đây ta? Chắc là ta phải mở thư mục lên để xem nó có chuẩn chưa. Về sau sửa đổi mệt lắm. Lip này, screen này, splash này. À không đúng rồi, cái thằng login này nó phải nằm ngoài. Đây, thằng login nó phải nằm ngoài. Đấy, bỏ đi. Rồi các bạn đấy, đấy hai anh này phải nằm ngang cơ với nhau trong splash thì trong thằng này. Ok login. Đấy. Thế chỗ này thì chúng ta sẽ tạo ra một cái file dat nữa, ta đặt tên cái này nó là login. Nhá. Thì ở đây nó là một cái stateful, stateful chủ yếu là các cái thuộc tính bên trong nó có khi mà có sự thay đổi thì cái giao diện nó sẽ được load lại qua hàm build. Bây giờ ta sẽ tạo nó ra, bản chất là nó cũng là một cái class thôi. Login screen extend state full widgets. Đấy, ok, stateful widgets. Thì là một cái stateful thì nó sẽ có hai class mọi người nhá, một cái class sẽ đứng ra đại diện và một cái class internal private bên trong để thực hiện cái việc viết giao diện. Rồi, đấy chúng ta sẽ phải thực thi thêm cái hàm là create state. Đó. Cái này sẽ trả về một cái private class, một cái private widget ở bên trong. Như vậy là cái chỗ này chúng ta sẽ gọi nó là một cái nó sẽ return. Đấy, một cái như thế này. Dấu gạch dưới nghĩa là gì ạ? Dấu gạch dưới nghĩa là internal hay là private, tức là chỉ sử dụng bên trong cái file này thôi. Chấm phẩy. Rồi, ở dưới này chúng ta sẽ cũng có một cái gọi là class. Đây, trùng tên với thằng này. Extend. Của cái gì ạ? Login screen. Rồi, trong này thì cũng qua thực hiện làm build thôi. Tuy nhiên phải thực hiện cái làm build giống như là khi chúng ta xây dựng giao diện. Đấy, ta gọi build nó ra. Ở đây ta cứ return gì? Một cái thẻ text. Login screen chấm phẩy. Nó chưa hiện ra ngay, bây giờ ta phải phong cái thẻ phong cái màn hình login đó lên là màn hình chính. Thì cái này lúc này chúng ta mở cái main ra. Thì lúc này các bạn comment cái dòng này lại. Copy home chúng ta sửa thành login screen. Đấy. Thì nó sẽ báo là this is login screen. Chỗ này refactor một chút, tức là cái code này có một dòng thôi, chúng ta sẽ cho nó thành là gì. Thế bây giờ ta cứ thoải mái ta viết giao diện trên này thôi và nhìn cái đầu ra đấy nó hiện ra. Đây này chúng ta sẽ làm một cái thẻ scaffold. Scaffold này chấm phẩy này. Body để cho được cái nền background vào thì ta vẫn có một cái thẻ stack nhỉ, stack để sắp xếp các cái đây stack để xếp chồng. Nằm bên dưới cùng của stack là một cái children này, nằm bên dưới cùng thì nó là một cái ảnh nền đấy, nó sẽ là một cái container child đó. Box decoration, trong cái box decoration này thì có image giống như lúc nãy thôi. À, tương tự như thế, ta cũng có cái width 2 và có cái nền như thế này. Rồi, bây giờ cái try này của ta nó sẽ là một cái column đi. Nó sẽ phân bố từ trên xuống dưới. Nó sẽ là một cái column. Trong column này chúng ta sẽ có các children này. Đấy, ta phân bố từ trên xuống dưới đi. Cái chỗ width 2 này thì là nếu mình bỏ đi thì sao? Thì coi như không nhìn gì. Rồi, cứ cho vào. Tí nữa lúc nào có thể bỏ được thì ta sẽ tính sau. Đầu tiên là ta hiện có một cái logo trái tim ở đây. Ta dùng cái logo làm đại diện. Chúng ta sẽ là image.asset. Asset rồi. Chúng ta sẽ có một thuộc tính là asset này. SC này. Image này. Logo.png. Đấy, ta có trái tim như này.
Cho cái width 2 của nó, cái thuộc vừa tính width 2 của nó cho nhỏ đi, width cho 200 đi thôi, và hai cho 200 hơi to nhỉ, tầm 150 đi. Đang bị sát ở trên cùng, chúng ta có thể set cái thuộc tính của main axis alignment, main tức là chúng ta main axis alignment dot center. Đó, cho nó ra giữa. Dưới cái này thì chúng ta có cho nó một cái container vào đây cũng được. Container và width độ rộng là khoảng bao nhiêu đó? 100 100 đi xem nào. 2 100. Ta có decoration, box decoration. Color cho nó cái màu đó gì đó đi. Cho nó màu trắng đi xem nào. White. Đó. Đấy, ok. Cái khu vực này ta sẽ có text field rồi các thứ vào. Như vậy cái chiều cao cho hình chữ nhật khoảng 50 và cái này là 300. Đó, tập như này. Cho một cái bo tròn đi. Tức là border radius. Border radius. Ta sẽ là border radius chấm circular 30. Rồi. Đấy, ok như này. Cho thấp hơn được không? 10 đi. Đấy. Cho nó khoảng khoảng như này, nhìn nó viền viền như này ổn. Chúng ta có thể có một cái khoảng padding, đúng không ạ? Chúng ta có khoảng padding. Chúng ta sẽ padding của nó là add inset chấm symmetric. Rồi. Padding symmetric tức là theo hai chiều đó, chiều chiều ngang và chiều dọc đấy. Ví dụ như theo chiều ngang thì là chúng ta có horizontal này. Có horizontal 10. Ok. Đấy, chiều ngang. Nó sẽ có một cái khoảng padding. Nếu nếu mà chúng ta để cái vertical đi. Vertical 20. Chưa 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 nhìn thấy sự khác biệt đúng không? Chắc là chúng ta phải có một cái khoảng nào đó. Ta có một cái khoảng giữa hai cái thằng container thì ta mới nhìn được cái sự khác biệt đó. Rồi ta bỏ qua đi, tí nữa xử lý cái chỗ này sau. Nhìn thấy có sự khác biệt thì nó mới biết được. Rồi. Trong cái try này thì chúng ta sẽ phân bố cái icon ở phía bên trái này. Xong chúng ta đến cái text field. Ở đây chúng ta sẽ cho có một cái row. Đó, đây chúng ta cho một cái children vào. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái icon. Icon.person đi xem nào. Để hình người vào. Đấy, ok. Để kiểu kiểu như cái user ấy vào. Cái phần còn lại của cái row này. Phần còn lại của row này nó sẽ là một cái thẻ text field. Thì để chiếm hết phần còn lại thì ta dùng một cái thẻ gọi là expanded. Expanded. Thì đây chúng ta sẽ có một cái text field. Cho on change tức là mỗi lần ta thay đổi cái text đấy thì có một cái sự gì đó thay đổi. Đây là một cái function. Ở dưới này thì ta có thể cho một cái icon nữa vào visibility. Cái đoạn nó show password đấy mọi người. Đây này, cái đoạn có show password ra đấy. Đấy, sau đó mình đến một cái thẻ text, đến một cái text field, ta có một cái decoration cho thằng text, chẳng hạn như là hint text là cái text của ý đấy, và enter email. Đấy, thế thì lát nữa ta lại copy cái đoạn này xuống thì nó sẽ là một cái gọi là text field nữa, đúng không? Ta copy xuống lại thành cái text field nữa. Thế thì chúng ta hãy đặt nó thành cái hàm đi, sẽ đặt cái hàm. Được chưa? Rồi. Đây là cái chỗ này chúng ta sẽ cắt. Thế xong ở dưới này chúng ta có một cái hàm là with get, trả giá trị của nó là một with get. Dấu gạch dưới có nghĩa là chỉ dùng nội bất tại bên trong của cái component này thôi. Cái thẻ này thôi. View text field. Đấy, chúng ta sẽ có một số các tham số ở đây. Đấy, sẽ có một số thứ chúng ta cần phải tham số hóa cái đoạn này.
Chẳng hạn như cái đầu vào đây thì chúng ta sẽ có là fintech chẳng hạn. Chúng ta sẽ tham số hóa cái đoạn này. Tức là cái từ gợi ý. Đây, fintech. Ta bấm Ctrl S xem nào. Nó sẽ báo lỗi đúng không? Đây, sẽ báo lỗi. Chưa báo lỗi bởi vì mình chưa gọi cái build text field. Ctrl S. Đấy, nó sẽ hiện ra. Chúng ta còn cái tham số nữa là cái icon nữa. Require icon data. Và cái hàm on change này. Tức là cái hàm on change này mình sẽ cho nó xử lý ở nơi gọi chứ không phải ở nơi nhận. Bởi vì nhiều nơi cần đến cái nơi nhận này. Đấy, thì cái xử lý ta phải để ở chỗ nơi gọi. Xong ta truyền xuống nơi nhận thì mới được. Chứ nếu mà ta viết ở chuyến nơi nhận thì thành ra là cái thằng nào nó cũng phải phải chạy cái đoạn code đấy. Thế thành ra là cái chỗ này ta phải tham số hóa này. Cái này chúng ta gọi nó là on change và kiểu của nó là kiểu function. Kiểu function nhá. Đầu vào của nó là một string. Và cái function này có thể bị null. Cái function này nó có thể bị null. Tức là sao? Tức là có những thằng nó không thực hiện cái hàm nào cả. Rồi. Tức là bấm vào nó không thực hiện hàm gì cả. Cho nên cái này nó có thể bị null. Đấy. Thế nên là chúng ta để kiểu function với đầu vào là string và dấu hỏi nghĩa là null label. Cái visibility này là cái password nó mới có, email nó không có. Thế cho nên là nó là kiểu nó sẽ là một cái kiểu true false hay là kiểu có hoặc không. Thế ở đây chúng ta sẽ dùng cũng dùng áp dụng optional đi. With get dấu hỏi suffix icon. Rồi bây giờ ta copy cái đoạn suffix icon này. Ta cho xuống cái chỗ visibility. Đấy. Thì chỗ này nó mình phải if thôi. Chẳng còn cách nào cả. If suffix icon khác null thì cái chỗ này hiện cái suffix icon ra. Rồi cái icon data này họ bảo mình cần phải provide. Thì cái chỗ này là gì? Icon data. Và chúng ta để this.iconData tham số đầu vào. Thì ở đây các bạn để iconData. Cho mỗi tham số một dòng đi. Phẩy iconData. Thì cái này icon.person. Ở đây ta muốn có một cái khoảng không giữa cái icon này với lại cái text. Thì chúng ta cho một cái size box vào. Phẩy size box. Cho khoảng 10 pixel đi. Đấy, ok, có một cái khoảng không. Rồi, chắc là 5 là đủ. Ta có một cái size box đằng trước thằng icon. Tầm 5 là đủ. Ở đây thì cái khoảng cách cố định thì nhìn nó hơi khó nhìn. À, nó hơi flex, không được flexible lắm. Ví dụ như là khi mà cái màn hình của các bạn rộng ra mà các bạn muốn là cái khoảng này nó phải cố định, đúng không ạ? Đấy, chứ còn cái bên trong thì có thể là linh động giãn ra giãn vào. Thế chúng ta có thể là cho như này, đừng đừng để 300 cố định nữa mà ta hãy để như này đi. Ví dụ như là bớt đấy. Độ rộng của màn hình bớt đi 10 chắc là tầm 50 là đẹp. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn đã để này nó sẽ flexible hơn. Chiều cao là chiều cao cố định rồi thì đúng rồi. Đấy, thì ở đây ta dùng cái hàm gọi là media query thì sẽ lấy ra được cái độ rộng. Rồi, bây giờ ta thử đi một chút nào. Customer ID Ctrl S. Đấy, được đúng không? Bây giờ các bạn copy tiếp cái đoạn build text field này chúng ta cho xuống dưới làm cái password. Này chúng ta đặt tên là enter your password. Chúng ta cho một khoảng không ở giữa, chúng ta dùng size box cho chiều cao 20 đi. Rồi ở đây ở dưới này thì mình sẽ có cái suffix icon. Này chúng ta là icon chấm icon button này. Cái on press nó là một phong. Thế còn cái icon này là cái gì ạ? Chấm visibility. Cái này nó là một đối tượng icon. Đấy, nó sẽ hiện ra. Nhưng mà ta mong muốn là nếu mà bấm vào đây thì nó sẽ là on off. Đây, nó kiểu như này, on off. Thì nó phụ thuộc vào một cái thuộc tính nữa. Cái thuộc tính này có tên là show password và nó sẽ là true false. Nó sẽ là true false. Đây, show password ban đầu là bằng false. Như thì cái này được gọi là một cái state. Cái này được gọi là một cái state. Tức là khi các bạn bấm có sự thay đổi bên trong bằng bằng giao diện mình tác động và cái biến nó thay đổi theo, hoặc là khi một cái thuộc tính nào đó bên trong cái class này thay đổi thì cái giao diện nó cũng bị loát theo, tức là cái hàm build này nó sẽ chạy lại và nó loát lại giao diện. Đây là chúng ta có thêm hai thằng nữa là string email và string password, tức là hai cái giá trị mà các bạn gõ vào. Đấy.
Như vậy cái giá trị này là mắt che hay là mắt mở phụ thuộc vào cái biến source password. Source password nếu bằng true, còn nếu bằng fail thì là thằng này cho xuống dòng nhá. Đấy, bây giờ thì bấm vào đây xem nào. Chưa có tác dụng gì cả, bởi vì khi bấm vào đây thì cái source password nó chưa thay đổi, nó chưa thay đổi state. Thế cho nên là cái đoạn on press này các bạn phải cho thêm là thay đổi state. Source password bằng gì? Nghịch đảo của đấy. Tức là nghịch đảo của giá trị cũ, true thì thành fail mà fail thì thành true. Bấm vào đây. Nó vẫn chưa thay đổi bởi vì mình thiếu lệnh set state. Lúc nãy có lệnh set state vào thì nó mới chạy được. Bởi vì khi mà các bạn thay đổi cái giá trị ở đây thì nó sẽ load lại cái hàm build và nó build lại giao diện. Rồi, chúng ta gõ chữ ở đây xem gõ được chưa? À, vẫn gõ được. Nhưng mà ý là mình muốn là ở đây nó phải hiện ra cái dấu sao sao cơ, cái dấu chấm chấm cơ. Tức là không để người khác nhìn được password thì làm nào? Đặt thêm một cái biến gọi là bool obscure, tức là bảo mật cái text đấy bằng fail, giá trị mặc định, Ctrl C. Rồi xuống dưới cái text field đi. Đấy, obscure text. Rồi ta thấy obscure text và cái này nó sẽ bằng cái show password đảo đi. Rồi, ta thử xem nào. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn mở ra thì nó sẽ làm sao? Nó nhìn được, còn nếu không thì đóng lại không nhìn thấy. Cho xem một cái khoảng size box ở đây được không? 20 đi. Đấy, cho chiều cao khoảng 20. Cho một ít vào đây. Có thể để constant. Chỗ này cũng thế, vì cái giá trị nó không thay đổi mà. Rồi, tiếp nữa, xuống dưới cái thằng này ta cho thêm cái gì nữa vào? Ta cho thêm cái row đi. Rồi, children. Tức là ý là chưa có tài khoản thì mời đăng ký. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái thẻ text. À, don't have an account. Ở đây bởi vì là cái dấu nháy đơn nó là mở và đóng một cái show ký tự. Thế cho nên là cái đoạn này mình sẽ phải có một cái dấu sẹt vào đây. Dấu sẹt đây để chỉ cho họ thấy rằng là cái đây là một cái ký tự đặc biệt. Đây, don't have an account đây. Có lẽ là cha ta phải cho nó một cái khoảng size box khoảng 10 vào đấy. Và cho cái màu này nó khác biệt đi một chút. Thì ta có thẻ style. Cái này sẽ là text style, mở hoặc đóng hoặc color. Color. Được chưa? Don't have an account. Ta phông size để khoảng 20. À, tầm 16 đẹp nha. Bây giờ mình muốn cái đoạn này nó ra giữa thì làm như nào? Chúng ta để main axis alignment. Main axis alignment chấm center. Đấy, thì cái chữ don't have an account nó sẽ chui ra giữa. Rồi, phía bên cạnh nó sẽ có một cái text nữa nhưng mà bấm vào được. Ta sẽ dùng một cái gọi là text button. Rồi, on press, mở hoặc đóng hoặc. Thì cái child của cái text button này nó sẽ là cái gì ạ? Nó sẽ là một cái thẻ text register. À, cho một cái chữ màu xanh đấy. Ở đây nó sẽ báo lỗi bởi vì là mình để cái này là constant, là bên dưới, bên trong là nó lại có một cái function nó là thay đổi bên trong, nội dung bên trong. Đấy, thì đây là cái chữ register của chúng ta đây. Để phông size 16 nhé. Rồi, à, để green accent nhỉ. Chỗ này constant. Đấy thế. Bây giờ khi mà bấm vào register thì là nó phải show lên một cái gì đó, print đi. A. Ta bấm vào register. Đấy, thì các bạn thấy đấy, chữ AA nó hiện lên, bấm lần nữa. Hiện chữ AA. Thế ngoài cái text button này ra thì mình cũng có thể dùng một cái khác nữa, cũng có thể bấm được vào. Cũng có thể bấm được vào. Đấy là cái elevated button. Đấy, elevated button thì cái function của họ là bấm vào đây, action khi bấm vào là child ở bên trong nó chứa một cái thê gì đó, một cái thẻ text. Đó, như cái đoạn text này nó sẽ là get smart OPTP. Thì cái này nó đang chèn vào trong row cho nên là chúng ta phải cho nó độc lập ở dưới thằng row này, phải enter cho nó dưới thằng row này, rồi get smart OTP. Thì đây là một cái mặc định elevated button. Tức là cái nút nó như kiểu là nó cao lên so với cái mặt bằng một chút. Ta thử xem là có cái style gì dành cho thằng này không? Thì đây chúng ta có thẻ style, có thuộc tính style elevated button style from, ta có màu nền này, background color này, color transparency cho thử trong suốt xem nào. À đấy, xong rồi for color cho cái màu nó màu trắng. Đấy. Ok chưa? Màu chữ nó màu trắng và cái background color để transparent cái hình dáng của nó nữa. Rang round rectangle border, cái này là size, nó là border style, size cho màu trắng đi. Tức là có một cái khoảng border ngoài nó như thế này. Cái border radius circular 10 đi. Đấy thì khi các bạn bấm vào bàn phím, các bạn gõ, xong các bạn bấm ra ngoài thì nó tự tụt xuống. Ok, thế là ổn rồi đấy. Cái chỗ này là constant này, cái warning này là fix được hết này. Để viết một cái validator cho email thì ta có thể dùng theo cái cách này của họ cũng được này. Đấy, tức là ta có một cái email validator dạng class như này. Tức là validate cái gì thì chúng ta có một cái class tên như vậy. Đấy, xong rồi ta cho nó vào một cái package riêng validator. Đây chỉ là một trong các cái cách thôi. Ta có rất nhiều cách để làm mọi người nhá. Ở đây chúng ta cho ngoài cái lib này ta cho thêm một package nữa. Validator.
Cái này chúng ta gọi là email validator. Chuột phải tạo ra một cái file dat file nhé. Email validator này. Chúng ta copy cái đoạn code này, paste vào đây. Ta bỏ qua cái đoạn dưới này đi. Ta cần mỗi cái class validator này thôi. Nên họ có các cái biểu thức chính quy sẵn cho ta đây rồi. Không cần new, cái này không cần new. Mấy cái warning này thì có thể để constant vào đây này. Constant vào đây. Đó. Đó là hết warning rồi. Những cái kích thước này cũng vậy. Smart OTP cái lệnh này rồi, ok, không sao. Những cái chỗ này cũng nên cho constant vào. Bạn nhớ tab có thể enter xuống dòng như này, nhìn code cho nó gọn. Cái đoạn này có thể đổi sang text form field được không? Đây này, đoạn này có thể đổi sang text form field. Cái controller đây nó sẽ là email controller. Ở trên này chúng ta có email controller. Cái này nó là text editing controller. Thì bên trong cái thằng email controller này nó đã có cái chữ email này rồi, cho nên là có thể bỏ qua. Đấy. Tương tự như thế, cái password cũng làm như vậy. Đấy, password controller. Và cái password này cũng thế. Dẫn đến là chỗ này phải truyền controller vào đây. Text editing controller. Đấy, controller truyền vào đây. Và cái chỗ này là require, bắt buộc phải nhập controller. Chỗ dưới này mình sẽ thay cái này bằng controller. Thế thì ta phải truyền controller vào cái chỗ cái hàm build đó. Đây là controller đây. Thì cái này là email controller, là password controller. Đấy, thì nó sẽ có thêm cái trường validator này nữa. Thì cái này nó là một cái string validator. Đây, optional thôi. Validator. Ở dưới này chúng ta cũng có một cái validator ở dưới. Validator. Đấy, validator. Thì cái này là một cái function. Thế cho nên là cái chỗ này chúng ta sẽ là một cái function. Ta truyền cái validator dưới dạng function, giá trị giả trả về của nó là một string, đầu vào là một string, có thể optional, giá trị trả về của nó cũng có thể null. Đấy, như vậy ta truyền ở đây như thế này. Rồi, thế ở trên kia thì cái validator nó sẽ làm như nào? Đây, validator đây. Email validator.validate. Đấy, đây cái hàm truyền vào đây. Tiếp theo đến cái password thì sao? Cái password cũng làm tương tự như vậy. Validator copy cái đoạn này. Đấy, thì cái này gọi là password validator. Rồi ta copy đoạn này đi. Password validator. Rồi, password này. Bây giờ mình có thể là bắt nó viết một cái validator mật khẩu trong Flutter với mật khẩu ít nhất là 3 ký tự này. Bắt buộc phải có một chữ và một số này. Thì bây giờ ta copy cái đoạn này. Tiếng Anh hết đi. Đây, cái chỗ này là please enter your email. Please enter password validator. Rồi, cái này không cần new đâu. Đấy, password validator. Giờ sẽ import vào. An enter để cho import vào là được. Rồi, chúng ta thử nhập linh tinh xem nào. Để validate thì chúng ta cần một cái form key nhá, cần cái đối tượng form key. Đây, khởi tạo nó đây. Và cái chỗ nào cần validate thì mình phải bọc một cái thẻ form vào. Copy. Đấy, chúng ta cần bọc một cái thẻ form vào đây. Ta mở ngoặc đóng ngoặc try. Ta paste cái column vừa rồi vào. Đây chúng ta cho thêm trường key nữa. Thế cái lúc mà chúng ta bấm bấm register bấm login ấy thì là đây này, chắc ở đây nó phải có một cái nút login bên dưới nữa. Đây chúng ta có một cái elevate button này. Cái on thread này chúng ta truyền cho nó một cái hàm login vào. Login sẽ viết ở trên nhá. Rồi tạm thời để cái này đã cho nó ra giao diện đã. Rồi cái try của nó là gì ạ? Cái này chúng ta để dấu phẩy. Ta cho một cái text vào đây. Đấy, nó có một cái nút login ở dưới này. Cạnh cái nút login thì chúng ta có thể có một cái icon vào đấy nữa. Icon button này. On press chúng ta đang để null, không không bấm vào không làm gì cả. Cái icon này chúng ta sẽ coi nó là một cái icon. Khởi tạo một cái icon, icon sc. Fingerprint. Đấy, đây. Bây giờ ta muốn nhét hai cái thằng này vào một cái row đi. Thì chúng ta sẽ làm nào? Ta sẽ cho một cái row vào đây. Children. Đấy, nhét hai thằng này vào. Thì nó sẽ đứng như này. Đấy. Bây giờ mình muốn cho cái này là ra giữa thì sao? Chúng ta sẽ là main axis alignment.center. Thì cái on press này chúng ta có thể cho nó một nút login. Có một cái hàm login ở trên. Void login. Ta truyền ở đây. Ta có thể để cái hàm này là dạng async cũng được. Để sao? Về sau đến cái phần mà mình gọi API đấy. Thì trong cái lúc mình gọi API nó có các hàm bất đồng bộ. Thì cái này ta sẽ để async. Thì trong lúc đang gọi cái hàm đấy thì chúng ta vẫn thực hiện những việc khác. Rồi, chúng ta thử alert.
Rồi bây giờ ta sẽ đặt câu hỏi cho ChatGPT là cái chỗ này sẽ hiện cái alert là có 3 trạng thái error, warning và inform. Đấy, tức là ta tích hợp hết mấy cái hàm mà sử dụng cái phục vụ cho các màn hình vào trong một cái file. Đó. Đấy, thế bây giờ ta sẽ thử tạo copy cái code này nhá. Đây là có sẽ 3 chỗ trạng thái là error, warning và error. Và inform, inform tức là hiện những thông tin thông thường. Warning là cảnh báo, thường nó có chữ màu vàng. Thế còn cái arrow thì là chữ màu đỏ. Ta copy cái code này đi. Ở đây là nó phục vụ cho các screen, cho nên là chúng ta cứ cho một cái package tên là common. Đấy, tức là những cái gì đó chung chung. Ta chuột phải ra tạo ra một cái file data tên là utility. Trong này chúng ta paste cái text kia vào. Chỗ này còn thiếu gì không nhỉ? An enter, material. Cái chỗ này là chúng ta đặt tên nó alert, cho nó giống với lại Java. Thế ở dưới này thì các bạn sẽ cho một cái đoạn kiểm tra. Đây. Chỗ này là kiểm tra cái form key, chúng ta kiểm tra gọi current state chấm than, tức là chắc chắn khác null nếu mà chỗ này các bạn để như này. Đây có hai cách ở chỗ này giải quyết, tức là nếu mà chúng ta để như này thì là cái chỗ này có thể là optional. Optional cái là có thể bị null, có thể bị null có nghĩa là cái giá trị của biểu thức này có thể là null, mà ở đây mình lại không cho phép là if null. Đấy, và mình phải cấp cho nó một cái giá trị mặc định là nếu mà null thì là fail. Đấy, thì chúng ta có thể đặt như này. Hoặc là cách hai là chúng ta biết chắc chắn là cái current state này nó khác null rồi thì chúng ta chấm than đó, nó khác null. Rồi cái chỗ alert nó hiện ở đây. Alert context message là gì ạ? You press login và cái type của nó gì ạ? Alert type chấm. Ở đây chúng ta chấm info thôi. Bây giờ chúng ta thử chạy thử xem nào. Cái chỗ này chúng ta để login vào đây. Ở đây chúng ta sẽ cho là login successfully. Chúng ta đặt debug hai cái breakpoint ở chỗ này. Sau đó các bạn bấm vào debug. Rồi chúng ta thử bấm vào login. Rồi, chương trình của chúng ta sẽ đi qua đâu? Đặt debug vào đây. Successfully. Đấy. Nhưng mà có vẻ như nó chưa được ổn lắm. Đó. Cái chỗ này là is validate chưa 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 ổn lắm, đúng không? Đây này, chúng ta bấm vào đây chúng ta kiểm tra thấy là cái form state validate của nó là chưa 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 valid. Comment vào đây đi. Rồi bây giờ chưa bấm nhập gì cả. Ta cứ bấm login xem sao. Rồi ta xem cái giá trị của biểu thức này nó là cái gì. Giá trị của nó là fail. À thế thì như vậy là cái chỗ này là đặt ngược rồi. À cái chỗ này các bạn phải để đây mới đúng. Thế cái này là login fail. Rồi giờ không cần debug nữa. Chạy thử xem nào. Tắt cái debug này đi. Hiểu rồi. Rồi chúng ta bấm login. Đó, login fail. Bây giờ chúng ta thử đặt một cái enter your email vào đây. com. Và enter your password vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, bấm login. Đấy, successfully. Cái chỗ mà fail này chúng ta phải gọi là error. Chạy lại lần nữa. Ta thử xem cái đoạn utility cái phần alert này họ viết cái gì nhá. Trong này họ bảo chúng ta là họ switch key và họ thay đổi cái màu sắc. Nó viết một cái giao diện. Ở trong này nó có nút OK. Cái navigator là gì? Cái navigator là khi các bạn bấm vào thì nó sẽ coi như nó sẽ dismiss, nó sẽ tắt cái màn hình này đi. Cái chỗ này cái message này đã hiện được chưa? Đây, trên là text message ở dưới này nút OK rồi. Thế rồi, chắc là không không vấn đề gì. Đấy, login fail nó là màu đỏ. Thì các bạn có thể trang trí thêm các cái màu sắc cho cái thằng này, không sao cả. Ta vẽ dần cái luồng của ta đi. Tức là cái dữ trước giờ là ta đã làm được hai màn hình. Đầu tiên là nó sẽ nhảy ra màn hình Splash và nó kiểm tra xem là nếu mà chưa login thì nó nhảy sang màn hình này. Ta hoàn thành cái màn hình rồi. Thế thì cái luồng này ta sẽ dần dần ta hoàn thiện bằng cách là ta viết nốt cái màn hình ở đây nữa. Thì cái này nó là một cái màn hình home nhá. Thì ta sẽ viết một cái màn hình home ở đây. Xong rồi tí nữa ta xử lý cái đoạn luồng này sau. Xong rồi ta thêm cái đoạn animation vào cái màn hình Splash. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ ra thêm ra một cái màn hình nữa là màn hình home. Spline. Chúng ta tạo new package ra màn hình home. Ta chuột phải tạo ra một cái file dat tên là home. Home.dat. Rồi, thì cái này chúng ta cũng viết như các cái màn hình khác thôi. Đầu tiên chúng ta có một cái class tên là home screen. Extend kế thừa từ stateful widgets. Tại sao kế thừa từ stateful ạ? Bởi vì là trong này nó có thể là có cái trạng thái. Cái màn hình của ta nó sẽ có khoảng 4 cái tab, mọi người nhá, sẽ có khoảng 4 cái tab và cái vị trí của từng cái tab đấy được coi là một cái state. Vị trí của nó là nếu 4 cái tab thì giá trị của nó sẽ là từ 0 đến 3. Đấy, 0 1 2 3. Thế nó chuyển lại giữa các tab ấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy các cái tab đó. Rồi, như thường lệ thì chúng ta cũng thực thi một cái method gọi là create state. Cái create state này thì nó cũng trả về cho chúng ta một cái gọi là home screen. Đây là một cái internal class, cho nên là chúng ta để viết có dấu gạch dưới home screen state. Tiếp theo chúng ta có cái class
Home Screen State sẽ kế thừa từ cái State Generic Type của thằng Home Screen. Cái thằng này sẽ thực hiện cái việc viết giao diện. Tuy nhiên phải có hàm, phải thực thi phương thức build. Để mỗi lần state thay đổi thì cái build này nó sẽ reload lại. Trong này thì chúng ta sẽ có một state là cái current index. Cái giá trị ban đầu của nó sẽ bằng 0. Đấy, cái current index này giá trị ban đầu sẽ bằng 0. Thì, tức là từ 0 đến 3. Rồi, ở đây chúng ta sẽ return về, vì là màn hình, chúng ta sẽ return về một cái thẻ scaffold. Trong thẻ scaffold thì sẽ có thuộc tính là body. Ngoài ra chúng ta sẽ có drawer nhá, drawer. Drawer là cái bên trái đó mọi người, thì tí nữa làm sau. Thì cái thẻ body này chúng ta sẽ có một cái column. Rồi, thuộc tính của nó là children. Chưa vội, bây giờ chúng ta sẽ phải phong cái màn hình home này lên màn hình chính đã. Thì chúng ta sẽ vào hàm main. Chúng ta comment cái dòng này lại. Và phong cái này thành cái màn hình chính là home screen. Chúng ta bấm Alt Enter, import home screen. Chúng ta Ctrl S sẽ nó hiện ra cái home chưa. Để kiểm tra xem nó đã ra cái home chưa thì chúng ta sẽ phải làm thế nào. Cái body chúng ta cho một cái thẻ. Bên trong người ta cho một cái thẻ text vào. This is home. This is home. Đó. Ctrl S. Rồi, chúng ta nhìn thấy cái chữ This is home đấy chưa? Ta muốn cho nó ra giữa hay sao như nào? Main axis alignment, main axis alignment center và gì? Cross axis alignment. Cross axis alignment center. Rồi, có vẻ nó ra giữa rồi, đúng không? Rồi, cái này thì ta không cần đâu. Trong này ta thấy là cái This is home nó bị chèn vào cái phần nó chứa cột sống và wifi rồi các thứ nữa này. Thì là cái vùng đấy nó sẽ làm cái vùng safe area, nó sẽ là làm sao cho nó tránh cái vùng đó ra. Thì chúng ta thử ném cái thằng safe area vào trong này xem nào. Ctrl X, chúng ta thử safe area try. Đấy, thấy không? Thì các bạn thấy là cái phần cột sóng nó cái vùng safe area chính là cái diện tích của cái màn hình mà bỏ đi cái phần cột sóng. Cái phần cột sóng ở trên, cái cột dưới này nữa. Đấy. Ta bỏ qua đi. Ở trong này thì trước giờ mình dùng cái thẻ container rồi, giờ ta sử dụng cái thẻ padding đi. Tức là nó giống như một cái view và nó có một cái khoảng padding nào đó. Đây, ví dụ như các bạn có thể cho một khoảng padding vào đây đi. Nhớ là enter xuống dòng này, enter này. Cái chỗ này nó sẽ là padding. Trong này nó có thuộc tính padding, constant add inset, add inset trên dưới trái phải 10. Bên trong của nó sẽ là một cái ta thử cho nó một cái row đi. Trong cái row ta có thuộc tính children. Trong children thì chúng ta sẽ có một cái menu icon button, có cái hình cái menu đó. Đây là cái đối tượng icon, khởi tạo một đối tượng icon mới. Mở ngoặc đóng ngoặc, icon sc menu. Đó. Cái on press thì là bấm vào đây đang chưa làm gì cả. Cái này nó sẽ là open drawer. Cái này tí làm sau. Đó. Rồi, đây là chúng ta có cái nút menu. Đó. Bấm vào đây thì nó đang chui vào cái đoạn này. Cái này chúng ta để constant. Xong thì chúng ta đến một cái thẻ text field để cho phép người ta nhập thông tin vào và để search. Thì chúng ta có thể là gì? Text field. Text field thì cái này sẽ decoration của nó là input decoration. Ở đây chúng ta có một cái trường là trường hint text. Ở đây chúng ta có thể là ghi là search something. Có thể cho một cái kính loop vào đây. Prefix icon. Cho một kính loop vào đây. Constant icon. Icon sc.search. Cho một cái kính loop vào. Chúng ta có một cái border. Cái này nó đang dính linh tinh lỗi gì đây này. Ở bên cạnh chắc là cái đoạn 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 này ta sẽ phải cho một cái thẻ expand cho nó chiếm tại toàn bộ cái phần còn lại. Expanded. Có vẻ ổn rồi đấy. Thế thế thì cái search something nó sẽ chiếm hết cái phần còn lại. Thế đến cuối mình phải có một cái icon nữa bên cạnh. Rồi, chúng ta sẽ cho nó một cái icon ở bên cạnh. Rồi, đây, chúng ta có một cái quả chuông bên cạnh này cũng được này. Đoạn này là search something. Cái này chỉnh đi một tẹo. Có thể là cho nó một cái border vào đấy. Đây chúng ta cho nó một cái border vào đây. Outline input border. Chúng ta có một cái bán kính ở đây, border radius. Border radius chấm circular, tức là tròn, cho khoảng 8 pixel ở đây. Đấy, ok rồi. Đấy, nhìn nó vẻ nó chuyên nghiệp hơn tí. Cái nội dung bên trong chắc là bỏ hết content đi. Thì nó sẽ là có cái gọi là content content padding. Content padding. Thì cái này nó sẽ là một cái giá trị là add inset symmetric và cái chiều vertical là để zero. Đấy, thì coi như mình bỏ cái phần 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 content đi. Cái phần content padding đi cho nó đỡ bị to quá. Rồi, đến xuống cái đoạn dưới này thì nó sẽ là một cái phần nó sẽ là từng cái ruột bên trong. Ở đây nó sẽ có bốn cái nút bấm.
Và bên giữa này nó sẽ có các cái màn hình xung quanh như cái ruột nó, cái phần này content. Rồi. Phần này là cái phần gọi là chiếm nhiều 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 thứ bên trong nhất này. Nhưng đến dưới cùng thì chúng ta có một cái gọi là bottom navigation bar, là một cái nó có bốn cái nút bên dưới đó. Thì nó ngang cấp với cái thẻ body. Nó ngang cấp với thằng body. Thì chúng ta sẽ coi là bottom navigation bar. Cái này chúng ta sẽ bottom navigation bar. Cho một cái background color vào đây. Background color, color SC. Chấm này đi. Đấy, friends. Nó đang bảo là có mấy cái trường require mình chưa điền vào. Selected cái màu nền của nó là như này, còn selected icon color sẽ color sc.red thế nào, cho nó một cái màu 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 nào đó vào đây. Đó. Đây đi. Đấy. Tức là bình thường là màu xanh xanh như này, nhưng chọn vào thì nó thành màu da cam. Cái content in current index thì là bằng cái thuộc tính current index ở trên. Đấy, 0 1 2 3 nó sẽ có bốn màn, bốn cái tab. Đấy, thế mỗi lần đối ấn vào thì nó sẽ thay đổi state. Thay đổi state thì nhớ là trong bài trước chúng ta học rồi, sử dụng làm set state. Set state. Thì cái này nó sẽ là current index bằng cái index mà các bạn vừa chọn. Thì cái giá trị index này là giá trị truyền vào của hàm on tap. On tap là khi mà tay mình bấm vào từng cái phần tử này thì nó sẽ hiện ra. Còn cái phần quan trọng nhất tức là cái item. Tức là cụ thể là từng cái nút bấm là cái gì, cái trường này nó là require cho nên các bạn phải có. Nó mới chạy được. Item sẽ gì này, hai chấm nó là một cái array, cái này nó phải có hai trở lên. À ừ thì đúng rồi, bottom navigation bar item, cho luôn bốn đi, cho luôn bốn tên vào đây. Đấy, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Rồi nó đâu, màu nó bay hết đi đâu rồi nhỉ? Cái màu 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 sắc trông nó bay hết đi đâu rồi, cho thì cho black xem nào. Black cũng chưa thể hiện ra. Thế nhưng còn một cái nữa là unselected thì sao? Unselected item color đây này, còn cái thằng này nữa này. Đó, thấy chưa? Đó, thấy chưa? Rồi. Rồi, chọn cái màu nó đẹp đẹp tí, trông này mất thiện cảm trông kinh quá. Rồi, sau khi bố trí nghịch ngợm vài cái màu rồi chọn cái màu này có vẻ nhìn nó yên bình hơn đúng không? Rồi, thấy chưa? Chọn cái màu này. Đấy. Thì mỗi lần các bạn bấm vào thì nó sẽ thay đổi state. Rồi. Chúng ta chỉnh lại cái đoạn này một tí đi. Constant này. Đấy, ta để bốn cái này là constant để hết báo lỗi ngay. Thì đây chúng ta đang có là watchlist này, danh danh sách các cái loại cổ phiếu mình quan tâm này, market là thị trường này, trading là cái phần mua bán trao đổi này, và asset là cái phần tài sản với lại cash transfer. Rồi, chắc là ta chỉ thể tập trung một vài cái tab thôi, ta không thể mong là làm hết tất cả đâu. Vì là xong rồi đến còn đến cái phần gọi API các thứ còn nhiều lắm, trong cái app này còn nhiều thứ lắm. Rồi, bây giờ con cái ruột này ở đâu ra? Còn cái ruột này ở đâu ra? Tức là watchlist này, market này, trading và cash transfer. Rồi, cái này là bốn cái màn hình ở giữa đấy. Bây giờ mình phải cho nó một cái giao diện vào đấy đã. Vào. Chúng ta có thể cho bốn cái thư mục cái vào trong cái thằng home này để biết rằng là cái thằng home nó bao quanh cái thằng này thì cũng được. Rồi, chúng ta có thể tạo new một cái package. Trong này chúng ta gọi là watchlist. Rồi, chúng ta tạo new dat watchlist. Đấy, chúng ta có thể tạo stateful bằng cách là gì? Stateful. Thì xong rồi bấm enter nó sẽ tạo chọn ra một cái stateful là cái đặt tên watchlist watch. Đấy, watchlist enter. Đây chúng ta enter để cho nó import cái material vào. Cái này sẽ return về một cái thẻ text, return center. Trong center chúng ta có một cái thẻ text, try tương tự cho các cái màn hình khác cũng thế, cho màn hình market cũng thế nhá. Chúng ta chuột phải chọn ở đây new.
Sau một hồi copy paste rất là nhanh thì là cái phần current screen đây nó sẽ tương ứng với cái ruột này, cái ruột nó sẽ tương ứng với các cái màn hình đó. Ở mỗi cái màn hình thì mình cho một file. Đấy. Đấy. Cho nên cái màn hình này nó khá là to tổng hợp. Thế cho nên là bốn cái màn hình con là asset, cash transfer, market trading và watchlist mình tống hết vào trong home để mình biết là à cái anh home này là chứa bốn cái thằng này đây. Tất nhiên ở bên ngoài thì cũng có nơi đâu đó mình gọi đến một trong bốn cái màn hình này. Đấy. Tuy nhiên cái điều đó nó có xảy ra nhưng bây giờ nó chưa biết lúc nào xảy ra. Tốt nhất là ta cứ phân bố theo cái kiểu này thì ta biết ta nhìn ngay là trong home nó có bốn thằng này. Rồi bây giờ đến một cái hay ho nữa là cái phía bên trái này, này mọi người nhớ không? Đây này nó là một cái led drawer, bấm một phát thì nó sẽ dịch ra một cái màn hình con nó nhảy sang. À, đấy, thì là nó chứa những danh sách các cái item để mình có thể navigate nhanh đến những cái thành phần đó, đó nhanh đến những cái menu đấy. Thì cái này trong nhiều app có lắm, đa số là có left drawer, nó gọi là left drawer, thỉnh thoảng có right drawer nhưng mà ít nhá. Thế cho nên là ta xử lý cái vụ left trước đi đã. Thì trong cái left drawer này nó có cả ảnh profile rồi nó có cả nhiều thứ lắm. Rồi, ta cứ thử biểu diễn cái đoạn đấy đi xem nào. Thì cái đoạn này nó là cái drawer này, các bạn mở cái drawer này ra, xong rồi mình sẽ tạo một cái drawer mới. Cái drawer thì nó sẽ nằm ở thằng home nhỉ, thì có thể nhét nó vào bên trong này được không? Bên trong này cũng được nhá, hoặc là cho ra ngoài screen cũng được. Rồi cứ cho bên trong này đi, nhìn cho nó phạm vi dễ. The drawer thì trong này thì có left, tạo ra new một cái package left, có left có right nhá. Chuột phải tạo ra một cái gọi là left.dat. Cái left drawer này nó là một cái thằng stateful. Bởi vì là có thể bên trong mình thay đổi một cái thuộc tính gì đó mà nó lại reload lại cái giao diện, cho nên là chúng ta sẽ để stateful. Stateful, enter. Chúng ta đặt tên cái này là left drawer. Đấy, bấm enter. Xong chúng ta bấm chuột vào đây and enter sẽ import một material. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ return nó về cái gì ạ? Nó sẽ return về một cái gọi là drawer. Trong drawer này cũng do có child, thường là chúng ta sẽ dùng list. Trước giờ xưa đợt chưa sở list view. This list view này có là children. Rồi, chúng ta cứ cho một cái thẻ text vào đây đi đã. Ha ha vào đây đi đã. Bây giờ trong home thì mình sẽ nhét nó vào. Đây mọi người nhả cái drawer ra để chọn left drawer. Bây giờ bấm vào đây nó nhảy ra chưa? Chưa. Bây giờ phải có cái lệnh để cho nó nhảy cái drawer ra. Cái hàm mở drawer này nó phải cần gọi từ một cái đối tượng scaffold. Thế mà ở trong này thì chả có cách nào để mình tham chiếu đến cái đối tượng scaffold này. Đấy, cho nên là mình phải sinh ra một cái khái niệm gọi là scaffold key. Đấy, mình lấy một cái scaffold key để đại diện cho cái tham chiếu đến cái thẻ scaffold này. Đây là ở đây chúng ta sẽ có final à, global key scaffold state. Thì chúng ta dùng cái biến scaffold key này để tham chiếu đến cái đối tượng scaffold ở đây. Và trong cái scaffold key này thì mình mới có thể gọi được cái phương thức để mở cái drawer ra. Thì ở đây nó sẽ là key hai chấm gạch dưới scaffold key, được chưa? Nó là cái thằng này đây. Đấy, đến cái nút menu đây này, open drawer này. Thì chúng ta sẽ là gì? Scaffold key chấm current state chấm open drawer. Cái chỗ current state này có thể bị null cho nên các bạn để optional variable. Đó, ta bấm vào đây xem nó sổ ra chưa. Đấy, thấy chưa? Chúng ta thấy nó hổ sổ ra cái ra ra này là được rồi. Xong chúng ta bấm vào vị trí bất kỳ nó lại cụp lại. Cái này là footer làm sẵn cho mình rồi. Đấy, bây giờ bắt đi custom cái này thì cũng hết hơi đấy. Làm sẵn cho mình rồi. Rồi, ta cứ thế là sửa code xong rồi nhìn đầu ra thôi. Rồi, trong này ta thay cái ra ra bằng cái header đi xem nào. Draw header. Thuộc tính decoration, box decoration và color là bằng chưa thấy gì cả. Cái try của nó đâu? Ở đây cái try của nó thì sẽ là một cái danh sách người ta cho một cái cột đi nhá, ta cho một cái cột đi. Có thuộc tính children. Rồi ta lại tận dụng cái logo đấy vậy, mỗi logo dùng đi dùng lại. Rồi, asset image logo chiều cao 50. Ở dưới cho một dòng chữ vào đấy. Welcome to my app xem nào. Đấy. Control S cái xem nào. À rồi. Bây giờ muốn là cái trái tim với lại cái thằng này nó đứng ngang hàng với nhau rồi làm sao? Nhét vào cái row. Nhét nhét hai thằng này vào một cái row đi nhá. Cho hai thằng nó đứng cạnh nhau, đừng đứng ở trên xuống dưới nữa. Thì là cái này nó sẽ là một cái row. Mà hoặc đóng ngoặc children ném hai thằng này xuống đây. Đó, đứng cạnh nhau chưa? Rồi vô tư rồi.
Có một cái khoảng cách vào đây đi, size box width 10 vào đấy, size box width 10 vào đấy, cho khoảng không, thỉnh thoảng constant tí cho nó đủ lệ bộ, khỏi báo warning, constant, ok, chỗ nào cảm thấy nó báo warning mà nó các cái thuộc tính thì ta không thay đổi thì ta cứ để constant. Tiếp mình lại ấn thêm vài cái row nữa xuống dưới này xem nào, row children này, enter này, cho một cái elevated button vào đây này, cho thêm một cái elevated button vào đây, yeah. Rồi cái border các thuộc tính này mọi người biết rồi, constant đây tí cho nó sợ. Bây giờ ta muốn là cho cái đoạn text này nó kéo hết dài đến cuối đi, kéo dài đến cuối của cái row ấy, thì là chúng ta có thể để cái thẻ expanded, expanded try đấy, cho cái nút button nó dài đến cuối đấy. Thì mình tống một cái thẻ elevated vào là được. Bây giờ trong một cái row mà để hai anh expanded thì là không ai chịu ai, không ai chịu ai thì là mỗi ông sẽ chiếm 50%, mỗi ông chiếm một nửa. Các bạn để hai cái thẻ expanded cạnh nhau thì là mỗi ông nào cũng chả chịu ông nào, cuối cùng là mỗi ông chiếm một nửa. Bây giờ có một cái khoảng cách size box width 20. Yeah. Đấy, có một cái khoảng cách giữa hai anh. Cái warning này họ nói rằng là cái thuộc tính child thì nên cho ở cuối cùng. Đấy. Tức là muốn là cho cái thằng style lên trước rồi cho thằng child xuống sau. Xuống cuối cùng. Được thôi, thì thích kiểu đấy thì cho chiều. Đấy, mấy thằng này cho constant đi. Thằng này cũng để constant. Anh này cũng thế, anh này cũng cho cuối cùng đi. Un enter. Đấy, cho cuối cùng. Chỗ này để constant. Rồi, thích không có gì khó lắm. Rồi, bây giờ đến xuống dưới này thì mình tạo cho nó một đống các draw item nữa. Rồi, bây giờ cho cụp cái draw header vào, thấy chưa? Cho cụp nó vào. Xong bắt đầu dưới này cho thêm một số thứ. Như trong này ta có thể cho thêm một container, container trong này child thì nó sẽ là một cái list type chẳng hạn như thế. List type nó giống như một cái row đó, nó giống như một cái row trong một cái danh sách, một cái list. Thì cái list type này nó có cái icon ở đầu, leading. Thì chúng ta để cho nó là một cái icon đi, mở ngoặc icon chấm star đi xem nào, shape đi xem nào, và cái title nữa. Cái title này thì chúng ta cho nó một cái text ở đây, k đấy, kiểu như thế. Rồi, ok, thì đây là một cái tên với cái title đó. Rồi thì chúng ta cũng viết thêm một đống ở dưới. Thì tất nhiên là nó phải có cái thuộc tính là on, khi mà bấm vào thì sau đó thì các bạn phải copy cái này xong rồi cho inql nhá. Muốn try muốn cho một cái container có thể bấm được thì chúng ta phải bao ngoài nó một cái inql. In well thì trong này nó sẽ có một thuộc tính, gọi thuộc tính on tap mà tap. Rồi. Đấy. Thế ngoài ra ở dưới này nó còn nhiều cái item khác nữa, phải viết hàm nhá. Ta sẽ phải viết hàm đi. Viết hàm đi, nhìn cho nó bài bản. Ở dưới này viết hàm, hàm của chúng ta sẽ tạo ra cái từng cái hàng này một. Gọi chung là kiểu widget. Hàm dùng nội bộ cho nên ta đặt tên ở gạch dưới, view draw item. Thế cái draw item này là gồm cái gì đây? Chưa có thì bây giờ mình mới define một cái draw item dùng liệu nội trong nội tại của thằng này thôi. Gồm có cái icon và cái title, hoặc là các bạn có thể truyền luôn cái item cái icon data và title luôn đây, khỏi phải tạo ra draw item nữa. Rồi, chúng ta có thể để đỡ mất công tạo thêm một cái class làm gì cả. String title này. Thế xóa luôn. Các bạn copy cái đống in SQL rồi các thứ ném xuống dưới này sửa đi. Để nói tóm lại là cái chỗ này nó sẽ là return. Đấy, cái select in tật index. Index này nó là một cái state. Copy cái state này ném lên trên này. INT. Ban đầu thì bằng 0. Tức là nếu mà select tật vào thì tôi sẽ làm gì đó. Cái này là title. Nếu mà cái index nó trùng với select tật index thì nó sẽ có cái màu xanh như thế này. Còn nếu không thì không có màu gì cả. Cái đoạn code trên này thì function hóa nó đi. Build draw item. Cái đầu tiên nó sẽ là chọn bừa một cái icon trong này, title để price spot, vị trí số 0, chạy lại đi cho nó chắc ăn. Đây có hai dấu return bỏ đi. Đấy, thấy chưa? Price spot. Cái tương tự ta làm thêm vài cái khác nữa. Rồi, cho thêm vài cái khác nữa. Cái này để star đi này. Cái này để watchlist. Rồi, sau một hồi copy paste. Đấy, bấm thì các bạn thấy là cứ mỗi lần chọn thì là nó có cái trùng. Nó chưa đổi màu nhỉ. Bây giờ giải quyết cái vụ đổi màu đi đã. Đấy, giải quyết cái vụ đổi màu đi nhá. Thì là phải set state thôi. Set state thì selected index nó bằng này. Thì lúc đấy xuống đây nó mới check là bằng cái state này nó mới đổi màu được chứ. Đấy, đây là đổi màu rồi này. Đấy, thấy chưa? Các bạn thấy đổi màu chưa? Đấy, ok rồi đấy, đổi màu rồi này.
Mỗi lần selected thì nó set state ông xuống đây, nó cập nhật cái selected index và nó kiểm tra. Nếu mà trùng với cái mà mình vừa chọn ấy, thì là nó đổi sang màu xanh thôi. Nó đổi sang màu xanh nhá. Rồi bây giờ cho thêm vài ngăn cách vào nữa đi. Cho thêm vài cái gạch gạch ngăn cách vào cái ví dụ như là cái đoạn giữa đến bốn phần tử đầu tiên này, đây này, thì phải cho nó một cái gọi là 1 2 3 4, cho nó cái size box vào đây đi. Đó, cho nó cách constant cái cho nó đúng lệ bộ. À, constant size box 10. À, có thêm cái gạch nữa, cái gạch nữa thì nó gọi là một cái divider. À, divider đi. Divider thì cho chiều cao khoảng 1 pixel này, cái color cho màu gray, yeah, chưa? Phẩy cái. Nhớ là copy cái đoạn này. Thỉnh thoảng có sự ngăn cách tí để cho nó nhìn nó đỡ bị rối. Nhìn nó đỡ bị rối khoảng 4 5 phần tử thì mình lại phải ngăn cách một cái cho nó đỡ bị rối. Đây ví dụ xuống đây cắt ra một đoạn. À, giữa giữa chừng đoạn này nhìn thấy có vẻ nó dài dài lại cắt ra một đoạn. Rất là flexible. Vuốt lên vuốt xuống ok rồi, bởi vì là nó có cái list view mà, nó bao cái list view ở ngoài mà. Nếu mà các bạn không có bao list view rồi xuống đây là coi như là crash tanh bành luôn đấy. Divider thì chúng ta cũng phải constant copy này. Đấy, nó không thay đổi mà. Rồi, ở dưới này cũng constant. Giờ nào còn chỗ nào anh cần báo cái đây constant. Rồi, bấm vào đây nó sổ ra chưa? Đấy, nhìn ngon lành, giống như app cũng ngon đấy. Rồi. Bây giờ ta tí nữa ta sang cái khu vực bên xử lý khu vực bên trong này. Rồi, thì trong cái tab market này chắc là nhiều thông tin đấy. Thì cái watchlist này để sau đi, cho cái tab market này phía trước. Ta có thể đổi hai cháo hai thằng này rất là nhanh. Bằng cách là ta mở màn hình home ra. Thế xong rồi là mình chuyển cái này vào vị trí số 2. Cho cái market này lên đầu screen. Cho tương tự cái tab này cũng thế thôi. Đổi hai cái thằng này cho nhau. Rồi, Ctrl S. Rồi, cái market này được trước tiên. Đó, ok, market trước tiên, xong đến watchlist. Rồi, bây giờ ta xử lý cái thằng market này trước. Ở đây thì có một số các cái thư viện mà chúng ta cần phải cài đặt. Rồi, cái tường làm từng thằng một. Đây, cái Infinite Scroll Tab View để nó sẽ có một cái tab vuốt vuốt từ bên trái sang phải. Tức là Infinite Scroll Tab View. Rồi, chúng ta Ctrl S và Pop Get để cập nhật cái thư viện đó về. Xong rồi ta sang cái market. Ok, ta sẽ sửa cái màn hình này. Cập nhật thư viện thì các bạn nhớ là phải chạy lại. Trong này thì chắc là chúng ta không cần scaffold nữa, bởi vì bên ngoài của cái thẻ home nó đã là một scaffold rồi, thì bên bên trong không cần nữa. Rồi ta bỏ qua chỗ này đi. Chỗ này nó sẽ là một cái infinite scroll tab view. Infinite scroll tab view. Rồi, ta bấm enter cho xuống ba thuộc tính mỗi thằng một dòng. Thì cái content length này nó sẽ là một cái độ dài của ba cái của mấy cái tab trên cùng này này, tức là chúng ta sẽ có vài cái tab trên cùng ở đây. Thì ở đây ta sẽ có một cái array, có một cái mảng final list of string, đây là mảng các cái string. Cái này nó đang đặt tên là category, nó là một cái array. Trong này nó có những thứ như là stock market này, industry là các cái lĩnh vực, và chia theo lĩnh vực. Đây là các cái chỉ số, đây là phái sinh này, Capgaron này, quỹ giao dịch trên sàn này, exchange trade fund và các cái cổ phiếu top này, top stock. Thì cái này nó có cái video liên quan đến phần backend viết bằng .NET Core, thì là mình cũng đẩy trên này rồi, trên YouTube ấy. Các bạn có thể xem, có link ở dưới cái video này. Như vậy là chúng ta có cái category là cái danh sách, tức là nó sẽ có các cái tab ở trên này, mình có thể vuốt qua vuốt lại. Thì nó là cái content length, là độ dài của cái category này, đây, chấm len. Nó còn một cái thuộc tính nữa là mỗi on tab, đây, on tab tab. Mỗi lần tab vào thì nó sẽ nhảy vào một cái function index, đây là phần thực thi. Thì ra in hiện ra màn hình là đi debug print. Ta gọi hàng debug print để in ra cửa sổ log bên dưới, chỉ ở chế độ debug thôi. Ở đây chúng ta sẽ là uTab 2 chấm đô la index. Cái tab builder này nó cũng là một cái function có hai tham số. Tham số thứ nhất là index, là cái vị trí mà nó mà của tại cái vị trí thứ y đó, y selected true false đúng không? Tức là mình có chọn được cái này hay không. Thì cái giá trị trả về của nó là một widget, thì chúng ta có thể cho nó vào một cái thẻ text. Nội dung của thẻ text đây, bấm enter xong đi. Nội dung của thẻ text nó chính là cái category tại vị trí index. Style luôn cho cái text này đi, cho xuống dòng đi. Cái này sẽ là text style. Thì cái color của nó là gì ạ? Nếu mà y selected bằng true thì là màu hồng color. Nếu mà chọn vào thì nó là màu hồng, còn nếu không thì nó sẽ là màu đen chẳng hạn, như thế đi.
Color SC. Ngoài ra thì ta có phông web và phông size. Cái page builder tức là có mấy tham số, context này, index này và gì, tham số thứ ba không dùng đến. Ta phải để như này, có nghĩa là ta không dùng đến nó, để vào cho nó đủ lệ bộ. Cái này thì nó phải return về cho ta một cái widget. Đây chúng ta sẽ return, chúng ta sẽ return một cái thẻ text gì đó đi. Rồi ha ha cái sao. Cái này nó đang bị constraint missing này. Cái này chắc là phải cho vào nó vào một trong cái thẻ expanded, chiếm hết cái phần còn lại expanded. Thì đây chúng ta sẽ được một cái như này. Đây, có thể là vuốt được. Được chưa? Đấy. Đấy. Sẽ sang nhiều màn hình khác nhau. Được chưa? Được chưa? Nó sẽ sang được nhiều màn hình khác nhau. Đấy. Và chúng ta có thể vuốt được nó đi. Đấy, được chưa? Các bạn có thể vuốt đi, vuốt lại. Chúng ta thử debug print ở đây xem nào. A ha xem nào. Lần ta vuốt sang là a a. Rồi, ok. Yeah, you tap it. Như vậy là bên trong cái tab market này là mình còn mấy cái thằng này nữa phải không? Có industry này, có index này, có derivative rồi. Chắc là ta làm đại diện mấy cái thôi. Chúng ta sẽ làm đại diện mấy mấy màn hình thôi. Rồi ta thử cái stock market này đi nhá. Ta thử cái stock market rồi xong industry sau. Như vậy là nó là con của cái thằng market này. Rồi chúng ta lại cho con của thằng market new, chúng ta package. Trong này chúng ta cũng có stock market. Rồi, stateful. Chúng ta gọi cái này là stock market. Tí nữa có industry, có index. Bấm vào đây các bạn按 enter để import cái material vào. Đây chúng ta có một cái thẻ text stock market. Bây giờ chúng ta sang cái market này. Nếu mà bằng không, nếu bằng không thì là cái index bằng không thì là chúng ta return. Còn lại chúng ta return ha ha. Như vậy là if cái index này bằng zero, chúng ta return stock market. Các bạn thấy là nếu mà zero bằng không thì như này, còn cái khác còn lại là ha ha. Thì cái đoạn sau là để xử lý sau. Bây giờ mình tập trung xử lý cái stock market này trước đã. Rồi các bạn bấm sang stock market, chúng ta sẽ bố trí một cái column ở bên trong. Rồi, chúng ta column này, children này. Chúng ta cho một thằng container vào đây. Child này là một cái row đi. Children. Rồi. Trong cái children này thì mình có cái gì đây ta? GD stock market. Ở dưới cái thẻ text thì ta sẽ cho thêm một cái icon vào chẳng hạn như thế. Chúng ta có icon button. Rồi, on press bỏ qua, chưa làm gì cả. Icon này thì là cái gì đấy? Ta sẽ là constant này. Icon sc chấm arrow. Đấy, chúng ta sẽ ra là cái như này. À, cái này thì có thể là bấm vào nó cho chọn từ một cái danh sách nào đó, phải không ạ? Thế để bấm vào đây thì chúng ta phải bọc bên ngoài cái container này một cái inkwell nhá, cái inkwell. Ok, on tap. Là một cái function. Cái này là debug print nhá. Chúng ta sẽ debug print hiện ra đi. Debug print select from a list. Ở này sẽ ra cho chọn từ một cái list nào đó. Rồi, cái này đến cái phần mà call API thì mình sẽ tính sau. Rồi bây giờ đến cái phần còn lại, phần còn lại của cái column thì cho nó expand đi. Cho nó khỏi expand được đi. Dưới đây mình sẽ cho nó một cái data table để hiện dữ liệu. Thì để cho cái khoảng dưới này nó flexible thì chúng ta sẽ cho nó vào một cái scroll view. Đấy, tức là một cái single child scroll view. Single child scroll view này thì nó là sẽ scroll theo chiều một cái scroll view theo chiều ngang và một cái theo chiều dọc. Scroll direction axis chấm horizontal. Đây, cho scroll theo chiều ngang. Thì trong này, cái con của nó thì lại là một cái scroll view nữa. Scroll theo chiều dọc, single child scroll view. Cái này thì lại scroll theo chiều dọc. Axis chấm vertical. Đấy, thì bây giờ mới đến cái lõi của nó này. Lõi của nó là một cái data table. Bởi vì sao cái data này có thể nó chèn sang nó tràn sang bên trái mà nó tràn sang bên phải, nó tràn trên nó tràn xuống. Thì như thế cho nên mình phải ốp nó hai cái scroll view theo hai chiều trên dưới trái phải để nhỡ nó có bị thòi ra ngoài màn hình thì nó sẽ không bị crash. Vì cái ứng dụng của nó sẽ không bị báo crash, gọi là cho nó flexible thôi. Thì cái data table này nó sẽ có cái gọi là column cột, có mấy cột đây. Cái này như kiểu là cột bên Excel ấy hả? Alt Enter đi. Đây là cái cột này, cái column, cái row này. Cái hàng thì nó sẽ gồm những cái gì? Cái đống này thì dữ liệu bịa thôi. Cái này chúng ta bịa dữ liệu nhá, data cell. Dữ liệu thật thì ta lấy trên database trên trên API sau. Mã cổ phiếu này, symbol mã cổ phiếu này. ABC. Này sẽ nhét trong một cái thẻ text. Và cái này nó sẽ là một cái data row. Data row, cái cell của nó sẽ là các cái, đây là cái hàng thứ nhất,
Mấy cột đây? 1, 2, 3, 4, 5 cột. 1, 2, 3, 4, 5. Cái price ra cho 1, 2, 3 gì đó. Cái tăng giảm là 1, 12,3 hay là total volume 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây đây là dưới dạng như một cái bảng. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đấy, đó là bảng. Đấy, như kiểu bảng chứng khoán ấy. Đúng chưa? Rồi, cứ đơn sơ là ta làm được như này đã. Tiếp theo các bạn lại tống cái đống này xuống. Ok chưa? Chúng ta sẽ được nhiều nhiều dữ liệu như này. Có nghĩa là ở ở trên này chúng ta sẽ chọn ra một cái list ở đây. Thế và khi mà lấy được giá trị thì nó sẽ lấy data trên server nó phim xuống dưới này. Bây giờ cái chỗ này là sẽ phải sửa thành một cái column. Thế ở dưới này nó sẽ có một cái bảng số liệu, một cái bảng số liệu. Thì cái bảng số liệu nó sẽ phân bố theo chiều ngang, chiều dọc, nó sẽ có cái cột và các cái hàng nhá. Thì đôi khi là cái dữ liệu nó sẽ bị tràn sang phải hoặc tràn sang trái, thì lúc đấy mình phải tống vào một cái scroll view. Các bạn nhá, phải cho vào một cái single child scroll view. Đây, chúng ta sẽ có một cái single child scroll view. Và chúng ta cho nó là scroll theo hai chiều để đến khi mà cái dữ liệu của mình nó bị tràn ra thì nó sẽ không bị crash. Đầu tiên là horizontal này, thế xong rồi là cái child của nó cũng là một cái single child scroll view nữa, nhưng mà nó sẽ vertical theo chiều dọc, tức là cái dữ liệu này nó sẽ trải dài đi. Rồi cái này scroll direction của nó là vertical đi theo theo chiều dọc đi. Data table column, đấy, cái column thì nó sẽ có một số cái như này. Chẳng hạn như mình có 4 cột đi. Rồi, các bạn sẽ cho 4 cái cột vào đây. Ở đây nó đang báo lỗi bởi vì là row đâu. Đấy, nó bắt buộc phải có trường row. Chúng ta có trường row đúng không ạ? Và cái row này thì chúng ta sẽ cho một cái data row vào. Bây giờ chúng ta bịa dữ liệu ra. Đây. Ok chưa? Đó. Thì các bạn thấy là với cái thiết bị của ta nó dài hay ngắn thì cuối cùng là nó cũng phân bố đầy đủ, nó không bị tràn ra. Tức là nó tràn ra hai bên mà cái chương trình nó không bị crash. Nếu các bạn bỏ cái scroll view này đi là nó crash tưng bừng này. Rồi, cho thêm vài cái row nữa xem nào. À, XYZ thì chẳng hạn như thế, cho các cái mã cổ phiếu vào đây. Đấy, ok chưa? Nhớ là viết hoa. À, cái dữ liệu này sau này sẽ lấy ở trên server về sau, sẽ lấy qua API về sau. À, bây giờ ở trên này nó sẽ có một cái drop down list để nó cho phép mình lấy ra cái danh sách. Thì ở đây mình viết một cái gọi là index các cái chỉ số. Ví dụ như chúng ta có Upcom, HNX, HOSE, rồi VN30, vân vân, ta có các cái chỉ số. Thì là khi mà chọn thì nó sẽ lọc cái dưới này theo các cái chỉ số đấy. Thì đây là các cái index. Như vậy là cái chỗ này chúng ta sẽ có một cái drop down button. Đấy, chúng ta sẽ có một cái drop down button. Và cái này thì nó sẽ bao gồm các cái item bên trong. Và các cái item này sẽ là các string. Chúng ta có thể để cái kiểu dữ liệu khác không sao cả. Để string gì đã. Cái on change này mỗi lần thay đổi thì nó làm gì đó. Ta cho nó một cái function. Mỗi một thuộc tính chúng ta sẽ cho enter xuống dòng. Rồi, phẩy ở đây. Cái đầu vào của nó sẽ là cái selected data. Thì cái chúng ta nó sẽ là một kiểu string. Có thể là ông không select cái gì cả. Cho nên cái chỗ này là optional. Selected item. Thế còn cái item này nó là cái gì ạ? Cái indexes ở trên này này. Các bạn copy ném xuống đây. Và ban đầu thì nó sẽ phải chọn cái gì đó. Đấy, indexes, cái danh sách. Thế nhưng mà cái kiểu dữ liệu của nó là một cái drop out item, cho nên chúng ta cần phải convert cái đống này sang cái kiểu dữ liệu là drop down menu. Đấy, thế nên chúng ta cần dùng hàm map. Đấy, ok, chúng ta sẽ phải to list thì mới ok được. Cái on change này thì chúng ta sẽ phải thay đổi cái giá trị của cái thằng selected index. Đây, cái selected index này thì bằng cái giá trị này. Tất nhiên là cái này nó có thể bị null, thế nên các bạn phải cấp cho nó một cái giá trị mặc định. Rồi để nháy đơn đi, ta hay để nháy đơn. Cái này gọi là cấp cho nó một cái giá trị mặc định. Ngoài ra thì ta có cái trường icon nữa. Thì ta lấy cái icon là downward. Đấy, đây này, chỏ xỏ xuống này. Bây giờ trị ban đầu của nó mình phải cho nó vào đây. Thì cái giá trị ban đầu đấy các bạn lấy là gì? Là cái trường value. Cái value là nó là cái selected index. Nhưng mà nếu mà nó trống rỗng thì sao? Thì ta sẽ phải có cái gọi là is empty. Đấy, nếu mà nhập vào là string rỗng thì nó sẽ lấy phần tử đầu tiên, thì chúng ta sẽ indexes chấm first on null. Đấy, còn nếu không thì nó sẽ là một cái string rỗng. Ngược lại nếu cái này là empty thì chúng ta lấy giá trị này. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lấy cái gì ạ? Selected index, tức là nếu mà có giá trị thì ta lấy nó ra, còn nếu không có thì ta lấy phần tử đầu tiên. Còn trong trường hợp phần tử đầu tiên bị null thì ta lấy như này, ta lấy string rỗng. Rồi, enter xuống dòng đi, tap vào một tí. HNX đúng không? HNX có phải phần tử đầu tiên không? VN30 xem nào.
nó chưa xét giá trị, dẫn đến chúng ta phải debug xem là tại sao ở đây cái chỗ này là chưa set state này. Sau đó các bạn mới ném cái đoạn code này vào thì nó mới set state, nó thay đổi state. Ta thử là chọn HNX xem nào, upcom xem nào. Đấy, ok, ta set các giá trị này thì nó sẽ tương ứng, nó sẽ set cái giá trị selected index vào đây. Bây giờ ta muốn là cho cả cái lũ này sang phía bên trái, dịch sang phía bên trái thì như nào? Thì lúc đấy là mình phải có một cái row bắn vào đây. Cái này nó dễ tìm không nhỉ? Bấm vào nó nhảy đấy. Ta Ctrl X chỗ này đi. Thì đây chúng ta cho nó một cái row, cho một cái row children. Rồi. Ném cái drop down vừa rồi vào. Đấy, thì nó sang hết bên trái. Thì bây giờ mình muốn có một khoảng padding vào đây. Mình có thể ôm bên ngoài một cái container vào ngoài cái thằng 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 drop down button để ta cho một cái container vào được. Rồi, main axis alignment. Đấy, chúng ta sẽ là main axis alignment start. Rồi, container. Ctrl S. Bây giờ phải cho một cái khoảng padding vào đây đi. Add inset theo hai chiều đi, symmetric đi. Ví dụ như là horizontal hả? Horizontal là bao nhiêu? Cho khoảng 20 pixel đi. Đấy, cho nó có thế thêm một ít thịt vào đây, đúng không? Thì còn trên dưới cho một ít thịt nữa, chẳng hạn như là vertical. Cái này thì constant nhá. Đây là để constant. Ctrl S. Rồi chọn lại, chọn upcom xem nào. Đấy, cái này là up, cập nhật thì upcom. Như vậy là cái gì nó cập nhật ạ? Cái selected index này, cái chỗ set state ấy. Đây này. Mỗi lần các bạn chọn vào đây nhá. Chọn bừa một cái. Nó sẽ tự động nhảy đây. Đặt debug này nó sẽ ra ngay. Đấy, bấm vào debug này. Rồi chúng ta chọn nhá. Đấy, xuống đây đúng không? Các bạn thấy là selected index nó bằng hồ C. Bây giờ mình thử cho cái đoạn này dữ liệu nó nhiều nhiều lên xem sao nhá. Đấy, chúng ta copy paste nhiều vào. Rồi. Ctrl S cái. Đấy, thấy chưa? Lúc này nó bị vượt quá cái đoạn này rồi. Ok, nó hiện nó bị vượt quá. Cái đoạn ngang thì không sao, đoạn dưới nó vượt quá mất, thành ra là nó tràn ra ngoài màn hình. Thì ta sẽ cho fix cái vấn đề này bằng cách là mình cho một cái thẻ expanded vào đây. Các bạn cho một cái thẻ expanded vào đây. Đấy, Ctrl S, ok chưa? Đấy, ok rồi, thế là hết lỗi. Mình có thể vuốt lên vuốt xuống. Cái chỗ này mình có thể để cho nó một cái hint nữa. Ví dụ như là một cái gợi ý ở đây là các cái symbol, các cái mã không? Hay là các cái index ấy, không? Ví dụ như select index, chúng ta có thể cho com cái gợi ý vào đây, hint. Ở đây chúng ta cho select index. Ở đây chúng ta gọi là select index. Thế thì cái này nó sẽ có thể null, cái giá trị của nó có thể null. Tức là cái is empty, nếu mà là empty thì cái này là null. Còn nếu không thì nó là giá trị selected index. Ở đây chúng ta cho dấu phẩy vào đây. Ok chưa? Đấy, thì là select index cho mình chọn. Sau đó chọn rồi thì bắt đầu mình lấy giá trị, nhìn nếu có vẻ nó hợp lý bài bản hơn vào. Ta để constant đi. Để tương tự ta làm cho các cái tab khác, ví dụ như là sang industry nhá. Bây giờ ta quay sang industry, thì bạn Ctrl A, Ctrl C. Ta copy cái file này. Đấy nhá. Bây giờ ta quay sang cái tab tiếp theo là cái tab industry đang chưa có gì này. Bây giờ ta sửa cái industry này giống giống như cái stock market, nhưng mà cái chỗ này là chọn các cái ngành công nghiệp. Từ đây chúng ta cho thêm một cái packet gọi là industry, ngành công nghiệp. Rồi trong này chúng ta có một file là industry.dat. Thế xong rồi các bạn copy cái stock market này, Ctrl A, Ctrl C, copy. Xong ta mở industry ra, paste vào đây. Xong ta refactor lại nhá. Các bạn refactor lại. Thì cái thẻ này nó gọi là industry. Cái chỗ này indexes thì các bạn thay bằng industry SC nhá. Đấy, số nhiều. Ta thay các ngành công nghiệp vào. Sau này thì chúng ta sẽ lấy cái này trên server về. Ví dụ như ở chỗ này các bạn thay vào software, service, technology, hardware này, vân vân. Đấy, chúng ta thay mấy cái giá trị này vào. Chỗ này ổn chưa? Chỗ này là không phải select index mà cái chỗ này nó sẽ là industry. Select industry. Đấy, select industry. Thì cái này không phải là selected index nữa mà là chuột phải cho thành selected industry. Ok, đấy, refactor. Rồi, tiếp theo cái đoạn market này chúng ta sẽ if else nhá, các bạn sẽ if else. Đấy, else if. Nếu bằng 1 thì là cho gọi sang industry. Và ta nhớ là import này vào. And enter thì nó sẽ import cái industry vào. Rồi, chúng ta kéo sang đây xem nào. Đó, ok. Select industry, đấy, pharmaceutical rồi các thứ gì gì đó. Đấy, sửa nó khá nhanh thôi nhá. Ngoài hint ra thì chúng ta thử cho một cái border radius vào xem nào. Đấy. Cho nó có bo tròn đi thì nhìn nó đỡ khiếp, đúng không? Nhìn nó ngon lành hơn. Bên này cũng thế, ta cho thêm một cái border vào. Rồi ta làm tương tự với index. Trong cái index này thì nó cũng có mỗi cái bảng ở dưới thôi. Cái index này là cái dễ nhất, đúng không? Index, chúng ta sẽ là index
cái chỉ số new, ta có index. Đấy, ta copy cái industry này sang, viết sang đây. Cái thằng industry này thì nó không có cái chọn này nữa, bỏ qua. Rồi ta xóa cái container này đi, xóa luôn cái row trên cùng này đi. Chúng ta thay cái industry này bằng gì? Index refactor rename index. À, ta quay lại cái chỗ market, nếu mà đã bằng 3 thì nó sẽ là 0 1 2. Đấy, như vậy nó bằng 2 thì nó sẽ là return cái index. Else if bằng 2 thì nó return index. Các bạn an enter thì nó sẽ import cái index vào. Rồi ta quay sang này. Đấy, ok. Cái industry thì có thế này, cái index thì nó chỉ có cái bảng này thôi. Cái stock market thì nó sẽ cho gọn được cái chỉ số index. Đấy. Cái industry này là có cho chọn select industry đấy. Nếu mà các bạn không chọn gì cả thì nó sẽ hiện cái hint ra. Rồi, bây giờ đến derivative các cái chứng khoán pricing. Rồi, chúng ta cũng copy nguyên si cái industry sang Ctrl A, Ctrl C, copy. Ta sẽ mở cái thằng này là industry. Rồi, chuột phải tạo ra một package derivative. Rồi, derivative SC. Chúng ta cũng tạo ra một file data tên là derivative SC. Rồi. Chúng ta paste cái vừa rồi chúng ta vào industry vào. Chúng ta chuột phải refactor cái này thành gì ạ? Rename thành derivative. Thì cái này nó trở thành derivative state. Cái này không phải industry nữa. Và chúng ta refactor thành derivative. Rồi, ok. Ta sẽ copy ba cái giá trị này. Bỏ qua cái đống này đi. Ở dưới này chúng ta sẽ select derivative, chuột phải, chúng ta sẽ refactor. Selected derivative, enter. Cái này là số ít chứ không phải số nhiều. Cái này chúng ta cho nó khác đi, choose one đi. Selected derivative. Rồi. Đây ta lại chuyển sang bên này. Đây chuyển sang bên này. Ta lại if else, nếu mà trường hợp bằng 3 thì nó là derivative. Ta bấm an enter. Import file derivative vào. Rồi, bây giờ đến cái thằng cup của Warren. Cup Warren này thì nó sẽ có thêm mấy cái chọn ở đây nữa nhá. Các bạn cũng mở cái derivative copy. Ctrl C. Chúng ta thêm một cái package cup Warren. Rồi, chúng ta new một cái file data, ta paste vào đây. Đấy, ta paste cái. Rồi, ta refactor. Đấy, nó rất là nhanh. Refactor rename cup Warren. Ở đây nó có mấy cái chọn. Thứ nhất là chọn symbol. Rồi, cái này là symbol. Refactor rename. Cái này là selected symbol, chọn các mã. Cái này cho vài cái mã fake vào đây, cho vài mã fake vào đây. Tiếp theo nữa là ta cần cái issuer, những cái nhà cung cấp cái cup warrant này. Rồi, trong cái nhà cung cấp SSI, SSC. Rồi, cái này bịa ra thôi. Rồi, chúng ta xuống đây, ta sửa cái chỗ này đi. Selected symbol, vân vân. À, bây giờ phải cho nó hiện ra đã. Thì chúng ta mở cái market này ra. Nếu mà bằng 4 thì chúng ta sẽ return về cái cup warrant. An enter, import. Đấy, còn nếu không thì ha là chưa. Ok, đấy, đây chúng ta chọn symbol này. Bên cạnh nên là chọn cái issuer, cái nhà phát hành. Chúng ta làm tương tự với hai thằng này thôi. Chúng ta đi xuống đây xem là cái thằng hai thằng này nó cung cấp với nhau. Container, enter. Đấy, ta cho thêm một cái thằng selected issuer vào đây nữa. Làm giống hết cái thằng trên này nhá. Bên này là selected symbol, thì dưới này là selected issuer. Đấy, tiếp theo nó còn một cái chọn ngày tháng ở đây nữa. Tức là cho cái ngày, cho cái khoảng ngày phát hành mình sẽ gửi server lấy ra cái khoảng của cái ngày phát hành ra cái cup warrant này. Thì chúng ta cho phía dưới thằng container này chúng ta sẽ có một cái size box. Chưa. Cho một cái inkwell đi. Chúng ta cho một cái inkwell để tí nữa mình còn bấm được vào mà. Row này. Chúng ta children của cái row này nó gồm cái gì ạ? Chúng ta sẽ có cái choose date này. Phông size cho 16 đi. Có một cái khoảng cách là 5 pixel ở đây nữa. Và dưới này là cái date range, cái biểu tượng. Khi bấm vào đây thì nó sẽ làm gì đó. On tap. Đấy. Thì nó sẽ show một cái date picker để lên. Nó sẽ show một cái date picker lên cho mình chọn ngày. Như vậy là chúng ta có set state. Show date picker bằng true. Bây giờ cái này nó là một cái boolean. Và nó làm cái state. Cho nên là chúng ta phải khai báo nó ở đây. Ban đầu là không show lên. Thế bây giờ để hiện ra cái date picker thì chúng ta sẽ cài với thư viện. Là date picker. Ta mở pub spec IML ra.
chúng ta chọn cái Sync Fusion Flutter Desk Picker, chúng ta bấm Puppet thì nó sẽ cài thư viện này về. Bây giờ ta quay sang cấp Warren để chúng ta show cái Desk Picker lên. Thế làm nào để show Desk Picker? Nó là nằm ở cái góc này này, cho nên là giá trị của nó là giá trị cố định, cho nên ta cần phải có một cái position, một cái thẻ position. Thế thì để cái thẻ position này nó chồng lên được cái lũ này thì cái đống này mình phải để vào đâu ạ? Mình phải để vào trong một cái stack, phải đặt cho vào trong một cái stack nhá các bạn nhá. Đây, chúng ta sẽ phải để cả cái lũ này vào trong một cái stack children. Rồi paste cái column này vào. Phải ở dưới này chúng ta sẽ có một cái nếu mà isow if show date picker bằng true thì sao? Thì nó mới hiện cái đoạn cái position này ra. Thì position thì là cái try của nó sẽ là cái gì đây ta? Là một cái chọn date picker SF range date picker cho phép chọn 2 ngày trong cái date picker này. Ở trong này chúng ta có một số các thuộc tính. Cho background color đi. Color white. Một cái hàm khi mà chúng ta chọn vào thì on selection change selection mode thì là nó chọn cái lần date range, tức là cho phép chọn 2 ngày một lúc, nó sẽ có cho phép chọn 2 ngày và bịa ra một cái giá trị ban đầu initial date range. Initial là selected, tức là lấy cái ngày hôm nay xong rồi trừ đi 4 ngày về trước và cộng thêm 3 ngày sau. Đấy là cái là ta làm cho một cái giá trị cố định ban đầu, nó select sẵn như thế cho chúng ta nhá. Đấy, thế thì cái chỗ này cần tống nó vào một cái position phải không ạ? Thì position này phải cho nó padding, tức là một cái giá trị fix left bottom right không. Đấy, bên trái này sát thằng sạt, bên dưới sát thằng sạt, xuống dưới là bên phải sát thằng sạt. Đấy, bây giờ bấm vào xem nó show ra chưa. Chưa ra đúng không? Chưa ra nó ở cái nút bấm này đang có vấn đề, cái chỗ này chưa gọi sự kiện hay sao. Đây, bấm xuống đây xem nó gọi sự kiện chưa. Rồi ta chạy lại cái xem nào. Nhớ là đặt debug nhá, đặt debug cho nó chương trình nó chạy. Xong rồi tí nữa mình đặt breakpoint vào xem nó chạy đến đâu. Rồi, alo. Rồi, đấy, thấy chưa? Mọi người thấy nó sở chưa? Chọn một cái ngày bất kỳ. À, thế chọn ngày thì bây giờ mình phải có một cái range nào đó chứ chọn chứ. Nó đã bắt được cái giá trị đấy đâu. Bây giờ phải xem cái đoạn mà nó bắt cái giá trị ra chọn hai cái ngày ấy, thì nó lấy cái ngày nào. Rồi, thế khi mà chọn vào thì chúng ta sẽ lấy ra cái ngày start và ngày end. Rồi, cái đoạn này để làm gì nhỉ? Cái đoạn này nó sẽ kiểm tra xem cái kiểu dữ liệu của cái thằng của cái thuộc tính value này, nó là date picker range, bắt đầu nó mới lấy ra cái start date và end date. Trường hợp này nếu mà ta lấy ra mà nó bằng null thì ta giá trị nó không thay đổi, là giá trị cũ. Đây, cái đoạn này ý nghĩa là như vậy. Rồi, cái này là giá trị mặc định, trong trường hợp cái lũ này lấy ra nó là null thì nó vẫn lấy giá trị cũ. Thế hai cái state này phải khai báo chứ, start date và end date, lưu vào cái state chứ. Đây, chúng ta cho hai cái state này, ném trên này. Đấy, vứt hai cái state vào đây. Cái chỗ này là dấu hỏi, nghĩa là gì? Necessary, giá trị của thằng này null thì nó lại lấy giá trị cũ. Đấy. Thế bây giờ mình thử select chỗ này xem nào. Đây nhá, mình thử chỗ này đi. Ví dụ các bạn chọn hai cái ngày đi nhá. Đặt debug. Đó, chúng ta bấm sang các warrant, chọn cái date time, chọn. Đấy, thấy chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái chỗ này giá trị của nó là đấy, end date thì đang bằng null, đúng chưa? Thì lúc này end date thì nó đang lấy giá trị ngày hôm nay. Thế còn start date thì nó lấy giá trị này. Thế các bạn cứ cho tiếp tục đi, bấm enter tiếp, sau lại chọn thêm một cái ngày end nữa là xong, có ngày start và có ngày end. Thì là mình truyền cái khoảng này lên trên server để cho nó trả về cái dữ liệu. Cái đoạn đấy làm xong, đây là mình đang làm client. Rồi bỏ debug đi. Bây giờ còn cái vấn đề nữa là khi mình bấm ra ngoài này thì nó đang chưa dismiss cái này đi nhá. Thì nó phải dismiss. Thì ở đây bạn sẽ bao ngoài cái này một cái getter detector, một cái getter detector để nó rình xem mình bấm vào đấy thì là nó dismiss, tức là bấm ra ngoài cái thằng này thì nó dismiss cái thằng ấy. Chúng ta gọi đấy nó một getter detector. Đây. Ta đánh cho nó này nó cụp xuống. Control X. Chúng ta getter detector try paste cái column đó vào. Sau đó thì là on tap là một cái function. Cái function này làm nhiệm vụ nếu mà cái show date picker mà nó bằng true thì là cho bằng false set state. Show date picker, tức là khi ta bấm ra ngoài thì cái getter detector này nó sẽ bắt đường ta và nó sẽ cho này bằng fail, cho này bằng fail thì đoạn này khác biến mất, có thế thôi nhá. Bây giờ ta thử bấm xem nào, refresh. Đấy, thấy chưa, các bạn bấm vào đây thì nó hiện ra, bấm ra ngoài phát là nó mất. Đây, vuốt bấm ra ngoài phát là mất, thấy chưa, dismiss. Rồi bây giờ đến cái đoạn là màn hình splash, có cái màn hình chào ấy, màn hình khởi động. Đây, các bạn Ctrl S phong cái màn hình splash lên, rồi bấm vào đây.
Thế thì cái màn hình này nó sẽ phải đợi 2 giây. Sau đó thì bắt đầu nó kiểm tra một số điều kiện, nó bắt đầu mới nhảy sang màn hình home hoặc là màn hình login. Đấy, tùy theo điều kiện là các bạn đã đăng nhập hay chưa đăng nhập. Thì là tạm thời cái này mình sẽ lưu fake vào trong một cái biến local storage. Đấy. Thế cái đoạn kiểm tra đấy thì là nó sẽ nằm ở trong cái init state của thằng splash screen này này. Ok, thế phải phong cái thằng này, phải phong cái màn hình này thành state full thôi. ST full. Đó. Splash screen. State full with get. Là mang cái đoạn build này ném sang bên này. Vứt vào đây. Tao xóa cái đoạn code này đi. Để, mọi thứ nó vẫn bình thường thôi. Nhưng trong này nó có thêm cái hàm nữa là init state. Đấy, ngay khi cái màn hình này được khởi tạo. Ở đây chúng ta cho một cái timer. Ta cho một cái timer là 2 giây. Khi mà đến thời điểm 2 giây thì nó sẽ gọi cái hàm này. Đây, nó sẽ gọi cái hàm này nếu mà sau cái thời điểm 2 giây. Đấy, chúng ta an enter để import cái thư viện dat async này vào. Thì nó mới chạy được cái timer này. Cái này chắc là constant. Bây giờ chúng ta cần phải cài một thứ gọi là share preference. Cái này để nó lưu vào trong bộ nhớ tạm thời nó không nó lưu vào trong trong app. Gọi là một cái dữ liệu tạm thời lưu vào trong app mà lần sau bật app lên thì nó vẫn còn. Đấy. Nó như kiểu là chúng ta lưu dữ liệu vào một file bên trong app ấy. Thế xong về sau thì khi mà app tắt đi bật lên thì vẫn cái dữ liệu này nó vẫn còn. Đấy nó gọi là local storage hay là share preference. Thì cái thư viện của nó đây, share preference. Bạn nào mà lập trình Android với Java thì cũng quen biết rồi, đã dùng đến nó rồi. Rồi, chúng ta pop get. Rồi, kiểu gì chả phải chạy lại thay mới thư viện mà, cho nên là không hot reload đi. Ở trong cái hàm main thì chúng ta cần phải khởi tạo cái share preference này. Đây, trong hàm main chúng ta cần khởi tạo. Các bạn an enter để import cái thư viện share preference vào. Cái này là cái hàm async. Thế cho nên mới gọi await để cái dòng 9 chạy trước xong mới đến dòng 10. Đây, chúng ta phải có chữ async. Thì đây là ta khởi tạo cái đối tượng share preference để dùng chung cho cả app. Thế sau này chỗ nào ta cần gọi ra thì ta chỉ cần share preference.get instance là được. Rồi ta copy cái đối tượng này mang đi. Đấy ta lấy ra cái share preference này. Đấy ta lấy ra cái share preference thì cái hàm này nó lại là async. Đây chúng ta xem là cái trạng thái đăng nhập của ta lưu vào một cái biến. Đây cái biến này nó sẽ lưu ở chỗ thằng vào vào một cái biến tên là isLogin. Ở đây is login này, nếu mà đã login rồi thì chúng ta sẽ nhảy sang màn hình home. Nếu mà chưa đăng nhập thì chúng ta sẽ chuyển sang màn hình login. Cái nghiệp vụ này là các bạn cũng khá là quen thuộc. Cái push replacement là gì ạ? Push replacement tức là cái màn hình này ấy, là nó thay thế luôn, tức là cái màn hình hiện hiện tại nó sẽ thay thế luôn, tức nó không 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 đẩy cái màn hình home này vào trong stack. Đấy, nhưng như kiểu nó xếp hàng ấy. Trong stack tức là nó vẫn còn, nó xếp hàng thằng nào đứng ở trên đầu thì là thằng hiện lên. Nhưng đây thì không phải, coi như thay thế luôn cái màn hình mình đang đứng. Để làm sao để tránh là về sau tại sao có push replacement này để tránh về sau là mình cứ bấm back back liên tục ấy. Đấy, thì nó lại back trở lại cái màn hình mình home với màn hình login. Đó, cái màn màn hình lock tức là cái màn hình splash hiện tại của mình này. Đấy, nó cứ back về cái màn hình splash hiện tại rất là khó chịu. Thì lúc đấy mình phải dùng cái gọi là push replacement. Cái này nó đang bảo mình là không không được để cái build context này trong một cái khối async. Thì có thể là cho nó vào một cái hàm khác đi. Ta thử cho nó sang một cái hàm khác xem sao nhá. Xem nó hết cái lỗi này không. Đây chúng ta gọi là check login status context. Thế này ta viết một cái hàm gọi là void check login status của build context. Rồi, à, hàm này async. Xong ta paste cái đoạn vừa rồi vào. Đấy thì cái chỗ này bây giờ nó có thêm cái thuộc tính nữa là thuộc tính mounted các bạn nhé. Đấy, mình sửa thành mount thật là xong. Tức là khi khi mà cái lệnh navigate op này này mình gọi ngay ở đây thì nó sẽ bị báo warning là có thể tại cái thời điểm đó cái context nó chưa sẵn sàng dẫn đến là cái lệnh này nó bị crash. Cho nên là mình sẽ phải đi chắc ăn mình cho delay khoảng 1 giây và mình check xem là nếu mà cái mount thật bằng true thì nó mới cho đi tiếp. Rồi, thì bây giờ ta sang cái màn hình login một chút để khi nào thì ta set cái is login này bằng true. Đấy, thì cái lúc mà login thành công đây này, đây này các bạn này. Đó thì là chúng ta sẽ đi như này, ta comment cái dòng này lại, ta an enter import cái share preference vào.
Tức là lúc lúc mà đăng nhập thành công thì chúng ta lưu cái is login bằng true vào đây. À, chúng ta đặt debug ở chỗ này đi, đặt breakpoint ở chỗ này. À, chúng ta đặt tiếp breakpoint vào đây. Đây đi. Chúng ta đặt vào home. Rồi ok. Đó, chúng ta đặt debug ở chỗ này, đặt debug. À, đầu tiên sẽ vào splash screen. Sau đó nó vào cái chỗ is login này đã đang bằng fail. Bằng fail vì sao? Bằng fail vì là cái is login này ta chưa set nó, thì là cái trường hợp mặc định chưa có gì thì nó là fail. Ok. Null thì nó cũng là fail. Rồi chúng ta bấm next tiếp. Đấy, nó sẽ nhảy xuống đây và nó sẽ nhảy xuống màn hình login. Rồi chúng ta bấm continue đi. Giả sử các bạn bấm login đi. Nhập email đi đã. Đoạn gọi API sẽ làm ở cái video khác. Password 123456 đi. Bây giờ bấm login. Password phải kết hợp ít nhất là một chữ và một số. Thêm một chữ AA nữa vào. Login. Thì lúc này các bạn thấy là nó xuống đây này. Cái này có async chưa nhỉ? Rồi có async rồi, cái chỗ này mới chạy được await. Next. Next. Đấy, thấy chưa? Nó lưu vào. Ok. Cái đoạn này thì chúng ta đang thiếu một cái. Chúng ta đang thiếu một cái nữa là chúng ta phải nhảy sang cái màn hình home luôn. Nếu mà đã thành công ta phải nhảy sang màn hình home luôn. Thế nên là ta phải copy cái đoạn code này ném sang đây. Hay là chúng ta check luôn context is mounted này. Đấy này bằng true. Thì lúc đấy ta mới nhảy sang. Rồi bấm an enter để nó nhảy sang. Thế nếu bây giờ mình chạy ngay thì nó sẽ nhảy, nó sẽ không đi qua cái đoạn này đâu, bởi vì nó đã lưu cái set bool này vào rồi. Thì để giải quyết được cái đoạn đấy thì mình phải xóa app đi nhá, để cho cái giá trị của cái is login nó quay về từ đầu, nó chưa có gì như từ đầu. À, ta vào đây ta xóa cái app đi. Rồi. Uninstall. Trả lời ok. Nhá. Rồi thì bây giờ ta bắt đầu debug nào. Bắt đầu debug. Rồi đi qua màn hình splash kiểm tra. Chỗ này nó phải bằng fail mới đúng. Rồi sang đây. Nhập một cái email bất kỳ vào đi. Password cho có cả chữ cả số vào. Bấm login. Đấy, ok. Bấm thì nó sẽ sang cái màn hình home. Đấy. Rồi, ok. Chắc là cái phần gọi API thì mình sẽ chuyển sang một cái video khác cho nó chắc ăn vậy. Chứ còn cái video này thấy có vẻ hơi dài, đoạn này hơi dài rồi. Rồi. Thì trước khi sang cái video đấy thì chắc là sẽ phải cung cấp cho mọi người một cái video về code cái back end của cái thằng này. Đúng không? Code cái back end của thằng này code bằng ASP.NET Core. Rồi bây giờ ta cần một cái hay ho như sau, tức là tôi muốn tự viết một cái dependency riêng của mình trong Flutter. Đấy. Và dependency này bây giờ mình có một cái giao diện. Thường là mình có thể mang cho bên đối tác họ một cái giao diện. Chẳng hạn như là mình làm giao diện, mình làm các chức năng bên trong. Và họ chỉ cần import vào, sau họ truyền dữ liệu vào và họ sử dụng thôi. Đấy, ví dụ như là mình với bên đối tác làm việc với nhau có một cái hợp tác như vậy. Đó. Thì chúng ta làm như nào ạ? Thì ở bên app của chúng ta sẽ viết một cái dependency. Tức là chúng ta sẽ viết một cái giao diện. Giả sử cái giao diện này là cái màn hình splash screen đi. Chúng ta có một cái đầu vào là một cái string, là một cái title. Và một cái function là gì ạ? Là sau khi cái màn splash in hiện lên thì nó sẽ gọi đến cái function này. Đấy. Như vậy là nó sẽ chia việc ra. Đó. Cái string và cái function này là cái công việc ở phía cái đối tác của mình họ làm. Thế còn mình là cung cấp cái thư viện để cho họ dùng. Đấy. Và mình viết giao diện của cái thư viện đấy. Các chức năng bên trong để họ chỉ cung cấp function và họ cung cấp parameter. Đấy. Đấy là rất là hay. Rồi thì bây giờ để tạo một cái như thế thì đầu tiên các bạn phải tạo ra một cái thư viện đã. Giả viện chẳng hạn như chúng ta gọi thư viện đó tên là gì? Splash Screen Package. Chúng ta mở terminal của chúng ta ra ở đúng cái vị trí mà chúng ta đang code ạ. Đấy, vị trí ngang cấp với thư mục lib. Chúng ta gọi lệnh flutter grid --- template package, tên package. Ở đây tên package chúng ta đặt tên là Splash Screen Package, tức là cái package hỗ trợ cái việc tạo màn hình splash screen do mình tự viết lấy. Rồi bấm enter đi. Thì chúng ta thấy là họ sẽ tạo ra cho chúng ta một cái như là một cái project con bên trong. Rồi bây giờ chúng ta lại mở bên Android Studio ta nhìn xem nào. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nhìn thấy cái thư viện đó nằm ở trong cái thư mục tên là gì? Splash Screen Package và có cái biểu tượng là biểu tượng Flutter. Biểu tượng Flutter. Bấm vào đây, chúng ta vào lib, thấy là cái thư viện.
cái thư mục nó cũng khá giống với lại cái thư mục dự án của mình. Rồi bây giờ các bạn quay sang Splat, thì chúng ta thấy là chỉ có một cái hàm là tính calculator thôi, thì cái này thì ta không cần. Đấy, cái ta cần là ta xách cái Splat của ta sang thôi. Vào, đây ta xách cái này sang. Đó, ta xách cái này sang thôi. Ctrl A, Ctrl C. Thì ta tạm thời là sao? Comment cả cái file này lại. Để tí nữa không dùng đến là mình bỏ đi luôn, vứt đi luôn nhá. Rồi, để cho đỡ bị trùng lặp, nhớ giữ tí nữa mình phải bảo dữ liệu từ bên đây sang thì sao? Các bạn Ctrl S đi. Sau đó chúng ta mở cái Splat Sprint Packet này ra, ta paste cái đoạn code vừa rồi vào, nhớ là giữ lại cái dòng đầu tiên nhá. Cái dòng đầu tiên là khai báo rằng là cái widget này, cái thẻ này là một cái màn, nó là một cái package, nó là một cái library. Rồi các bạn paste vào đây. Đấy, sửa đi, bây giờ phải sửa đi không chạy làm sao được. Ở đây thì mấy cái home mới login thì nó làm sao nó biết được đúng không? Đây là thư viện, đây là màn hình của ta mà, không biết vượt bột cái này đi. Stateful widget enter xem nào. À đây có material được rồi. Thì cái chỗ trước hàm khởi tạo, chỗ này mình cho thêm hai tham số nữa mà. Chẳng hạn là tôi truyền vào cái hàm check login, bởi vì cái check login là bên đối tác của tôi làm. Đấy. Thế còn tôi chỉ là gọi thôi. Đấy ạ. Đấy, chia việc ra, title. Rồi ta truyền vào đây các cái hàm khởi tạo. String title này. Cái hàm check login status này. Zip chấm. Rồi, bắt buộc phải thực thi required. Cái này thì chúng ta phải zip.title. Cái này là trong hàm khởi tạo đó các bạn. Trong hàm khởi tạo chúng ta có các cái thuật. Rồi, bỏ constant đi. Có truyền vào một cái title mấy cái hàm này. Constant làm sao được. Rồi, xuống đây. Cái chỗ này ta phải vứt đi. Rồi. Cái check login status này là ta gọi ở phía bên cái project chứ không phải bên thư viện. Các bạn cắt cái chỗ này đi. Cắt. Rồi. Ta vứt sang bên main của ta đã. Tí dùng vào chỗ này báo lỗi, tí làm sao, sửa sau. Paste vào đây. Ctrl S nhá. Rồi ta lại sang bên này ta xử tiếp. Thế thì cái chỗ này nó phải là gì? Cái chỗ này nó là gọi cái hàm check login status này. Vứt cái này đi thay lambda đi ta. Nó có một dòng thôi mà. Đấy. Thì là để gọi đến cái check login status này thì chúng ta làm sao? Widget chấm. Đấy, check login status, truyền vào context. Ok, nó gọi đến cái hàm này. Cái hàm này thì lại truyền từ ngoài vào. Có nghĩa là thực thi ở bên ngoài, thực thi ở trong dự án của chúng ta, chứ không thực thi trong thư viện. À, bây giờ đến mấy cái vụ ảnh nhọt này là phải thay đổi đây này. Mình phải copy cái ảnh ở bên kia sang. Xóa cái dòng này đi là hết lỗi. Đấy, bây giờ mình dọn dẹp cho mọi người hai cái ảnh. Đó. Cho nó khác hai cái ảnh trước đi. Đấy, cái background ta màu hồng này. Đấy, cái này màu con chim này. Ok này. Đấy, cái logo này. Đây là cái background này. Rồi, ta copy hai cái file này. Cho vào đâu ạ? Cho vào trong cái chỗ thư viện của ta. Đúng không? Thư viện của ta nằm đâu? Lib này. Thì là các bạn để đây. Asset này. Trong asset thì chúng ta lại có image ảnh. Đấy, thì sau khi các bạn paste vào đây, nó sẽ vào hai cái này. Đây, một cái màu hồng với cái con chim này. Đấy. Rồi. Thì đây là background. Thế nhưng mà nếu các bạn để asset này, nó không hiểu đâu. Nhá, trong thư viện này nó không hiểu đâu. Mà chúng ta phải để cái đường dẫn là gì? Tên của package. Thì nó mới hiểu được. Không, không về sau mình nhúng vào là nó sẽ hiểu là cái ảnh của cái dự án ta đang làm ấy. Chứ không phải của trong cái thư viện này. Đấy. Thế ta muốn dùng một cái ảnh trong cái thư viện này. Vì là cái thư viện này là kiểu như mình làm hộ mình làm xong mình cho đối tác của mình ý, thì mình làm hết cái giao diện đi à, cái chức năng làm gọi chức năng hết thì họ chỉ có đưa thông số đồ vào và chạy thôi. Package Splash Screen Asset. Rồi đấy à, tiếp chúng ta lại copy cái đoạn này mang xuống à, chúng ta lại vứt xuống đây. Lúc nãy ta cố tình đặt tên nó khác đi, chim BURD nhá. Rồi đặt tên nó khác đi. Cái này chắc là constant cái nhỉ, có vẻ warning lắm quá. Mấy cái này thế, constant cho đủ lệ bộ.
À, cái ZD Splash này là cái gì? Cái truyền xuống khoảng ạ, cái title truyền xuống này này. Rồi thế thì chúng ta phải zip.title. Mà thường thì họ cũng không yêu cầu chúng ta zip đâu. Nó sẽ báo là thiếu zip.widget. Bởi vì là đây là stateful widget mà. .title đấy, chính nó đấy. Rồi. Thì họ yêu cầu là cái widget này zip này chả cần đâu. Thì các bạn chỉ như này thôi. Cấp cho nó một giá trị mặc định. Vì sao? Vì cái này nó là optional string này. String hỏi nghĩa là string optional. Có nghĩa là có thể là nó sẽ bị null, và nếu nó bị null thì là mình lấy cái sâu mặc định, sâu rỗng ta để constant. Đấy. Đấy là chỉnh thư viện thì cuối cùng mình cũng phải chỉnh nhìn nó ngon ngon một tí. À, thế gửi cho đối tác thì họ chạy, họ thấy nó có ít warning thôi. Đương nhiên lỗi thì không được rồi. Ở đây mọi người lại thấy cái test báo lỗi, bởi vì sao, nó đang gọi đến calculator thì mình comment vào rồi, chạy xóa đi, là cần thiết mình không dùng đến. Đấy, cái bước này xong rồi, bây giờ tích hợp thử vào trong dự án nhá. Tích hợp thử trong dự án thì mọi người làm nào? Đấy. Chúng ta quay xuống đây xong rồi chúng ta vào cái pubspec.iml này. À, mình chưa mở cái thư viện này ra hay sao ấy. Set image. Còn còn cái bước nữa là các bạn phải vào đây phải mở nó ra này. Tab. Tab, đúng không? Set image. Đấy, cho tất cả file bên trong. Cần chuẩn S. Pop get như ai. Rồi, thì bây giờ đến cái pub spec của cái dự án của ta. Đấy, ta phải import cái thư viện này vào. Đấy, nó có hai pub spec nên mọi người để ý không? Một cái pub spec này là của cái dự án ta đang chạy. Một cái pub spec này là của thư viện. Đấy, khác nhau đấy nhá. À, bây giờ đến cái pub spec của cái dự án ta đang chạy. Đấy, ta thêm cái dòng này vào là xong. Tên thư viện. À, tên thư viện và đường dẫn đến thư viện đó. Đấy, về sau thì ta sẽ thay cái này bằng GitHub URL nhá. Đấy, sau này ta có thể thay cái này bằng GitHub URL, nhưng bây giờ tạm thời để như này để test đã. Để test ok rồi ta push code lên thì ta mới tính tiếp. Bây giờ mình nhảy sang cái main này để giải quyết cái đoạn conflict đi. Đấy, bây giờ nó chưa nhìn thấy cái package này đâu, thì bây giờ mình phải import nó vào. Đấy, import splash screen. Đây, đấy, các bạn gõ thấy chưa? Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái package. Tại sao nó tự sổ nó ra như này ạ? Bởi vì cái đoạn code vừa xong đấy, ở trong đây này. Đây, nó là chính là cái đoạn code này này. Đấy. Nhờ đoạn code đấy thì nó mới biết được cái thư viện của chúng ta đang nằm ở cái thư mục này và nó gọi nó ra. Rồi, đến đây thì vẫn báo lỗi nhưng mà hình như nó nhìn thấy rồi đấy. À, add required nè. Các bạn thấy chưa? Rồi, bấm vào đây. Check login này. Đó, nhưng mà cái check login này nó là cái hàm này rồi. Đây, cái phần thực thi ta viết ở bên này rồi. Ở bên ta. Ok, paste vào đây. Còn cái title nữa. Title splash. Ví dụ như ta cố tình để viết đấy, này đi xem nào. Ok, bây giờ mình thử get dependency nhá. Đấy, cũng bấm như ai để cho nó import thư viện vào. Tất nhiên là import thư viện thì mình phải nhìn thấy cái version của thư viện. Đấy, cái version của thư viện nó nằm ở đâu? Nó nằm ở chỗ này này. Đây. Đấy, thì sau này ta sẽ quản lý theo cái version này. Đấy, thư viện gì? Đây là ta demo thư viện cho màn hình Splash nhá. Rồi bây giờ ta bấm Ctrl click vào Splash screen cho nó vào chui vào đúng cái chỗ trong thư viện của tao. Đấy, có ok ngon đấy. Rồi, chỗ này ok rồi. Ổn rồi. À, mấy cái chỗ đường dẫn này ổn chưa? Background mấy chim này ổn chưa? Rồi. Ta đặt debug xem nó có chui vào đây không nhá. À, chạy chương trình đi. Debugging. Rồi, xuống đây ta thử xem là nó truyền được cái title xuống chưa. Widget chấm title. Đấy, splash, ok, ngon rồi. Bấm control đi. Đấy, thấy chưa? Các bạn nhìn nó hiện ra chưa? Ờ, đấy, sao nó nhảy sang đây? Tại sao nó nhảy sang đây? Đấy, nhảy sang đây bởi vì nó chui xuống cái hàm check login status. Mình xem có đúng không nhá. Các bạn đặt debug vào cái chỗ check login status xem nào. Đây kiểu gì nó cũng chui vào cái hàm này. Đấy. Đấy. Tức là một phần thì họ chạy ở bên họ bên thư viện, một phần chạy ở bên ta. Đấy, đúng kiểu hợp tác rồi nè. Chạy đi xem nào. Rồi, đầu tiên là sổ cái màn hình này ra. Continue. Rồi. Đấy, nó sang đây rồi đây này, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Sau khi sang đây cái thì nó sẽ chảy ra cái màn hình cái danh sách list. Đấy, ok.
Đấy, ngon lành nhỉ. Rồi, bước tiếp theo là ta phải đẩy cái này lên Git. Đấy, ta phải quản lý trên Git. Đấy. Tức là các cái thư viện này bạn sẽ quản lý trên Git. Và mỗi lần nâng cấp version cái gì đó thì các bạn sẽ đưa cho đối tác của mình cái version. À, đây là version này của tôi, fix những cái này cái kia. Rồi bây giờ các bạn mở GitHub ra xong tạo ra một cái repository. Đây, đây là GitHub của mình. Mọi người có thể tạo ra một cái GitHub riêng của mình, tạo ra bằng địa chỉ Gmail xong vào repository, xong rồi bịa ra một cái. Nhá, giờ chúng ta sẽ bịa ra một cái. New. Rồi chúng ta đặt tên cái thằng này là đặt readme đi này. Cái này là một cái file readme thì các bạn có thể chọn là Flutter. Nếu không có thì các bạn chọn Dart. Cái file gitignore để nó bỏ qua những cái file chạy đó. Thì chúng ta cứ cho bừa một cái cũng được. Cho bừa một cái cũng được. Xong tí nữa ta sửa sau được mà. Ta sửa sau được các bạn nhé. Cho một cái để nó tạo ra một file gitignore đi đã. Đây, ta đặt đúng cái tên thế luôn. Sprite Screen Package. Họ báo là available. Đây chúng ta để public. Rồi, về sau chúng ta có chia sẻ cho nhau. Chúng ta sẽ để private được các thứ. Tùy, không sao cả đâu. Rồi, create repository. Rồi, đấy, bây giờ ta làm sao ta ném cái code của ta lên cái chỗ này được không? Đây thì vẫn cái câu hỏi, vẫn cái câu prompt lúc nãy hỏi ChatGPT thì là xuống xuống đây thì họ sẽ cho mình cái đoạn thêm code git init git add commit remote add đấy. Sau đó thì mình tạo ra một cái tag và đánh version vào đấy. Được chưa? Đấy. Thì cũng hay đây này, cái chỗ này hay ho này. Thế đầu tiên là phải ném cái git vào đấy đã. Thì các bạn copy cái đường link. Đấy, các bạn copy cái đường link này, copy. Thì bây giờ ta mở cái Android Studio ra cất cất cái đoạn lệnh này đi. Đó. Đây ta copy code. Rồi cái đoạn này là gì ạ? Đoạn này là tạo ra một cái git mới này. Git repo mới trên local này, trên cái thư mục các bạn đứng đứng ở thư viện này. Tạo ra một commit đầu tiên này, sau đó thì add cái git đó vào cái cho nó map map cái đường đường link này đây. Đó. Cái này nhớ là thay bằng của bạn nhé, các bạn thay của mình không không put được đâu. Đấy, các bạn nhớ là thay cái này bằng cái của các bạn. Đấy, sau đó push lên lần đầu. Tiếp. Lần thứ hai thì mình sẽ lấy cái lệnh này git tag trừ a trừ m phiên bản đầu tiên, đúng rồi. Đấy, thì về sau chúng ta có thể thay phiên bản 0.1, 0.2 các thứ gì đấy. Mình nâng cấp mình báo cho khách hàng của mình. Báo cho đối tác của mình. Để push tag lên thì các bạn sử dụng câu lệnh git push origin v1. Đầu tiên phải add tag nữa này. Đó, sau nó push này. Thế sau add xong rồi thì phải ấn vào trong cái dependency. Đây, để cập nhật thư viện kèm link GitHub thì các bạn có thể dùng cái như dưới. Đấy, git này URL. Đó, chúng ta sẽ thay đoạn này sau. Rồi, bây giờ ta sẽ mang cắt cái thư viện này đi, ném đi một cái nơi khác cho nó khách quan. Đây nhá. Đây. Bây giờ các bạn copy nó. Rồi các bạn copy nó. Cho ra một cái thư viện thư thư mục khác cho nó khách quan, cho nó lệch cái cũ đi. Cho nó ra hẳn chỗ khác đi. Xong mình ném lên GitHub xong mình chạy mà nó vẫn ra như cũ thì là được, thì là đã nhận nhau. Chẳng hạn như tớ cho ra cái thư mục tùy mọi người nhá, cái này tùy mọi người nhá. Chứ đừng đừng làm giống như mình cho thư mục khác. Đấy, bây giờ chẳng hạn như tớ cho sứ vào đây đi, cốt này cho hẳn tít mù tắp ra đây đi. Bây giờ tớ cho tít mù tắp ra đây đi. Đấy. Xong tớ xóa cái này đi nhá, xong vào đây tớ xóa sứ cái này đi. Đấy. Đấy. Còn tớ đã cho nó ra đây rồi, thấy chưa? Đấy, bây giờ ta chuyển sang cái thư mục mà ta vừa mới ném ra ấy, thư viện ta vừa vứt ra đấy, xong bây giờ mình đẩy đến git, chạy từng lệnh một nhé, đừng đừng chạy doạt một phát, vừa chạy vừa giải thích. Đây, đầu tiên git add git init đó này. À, chỗ này nó báo lỗi đương nhiên kệ nó, đúng rồi nó không tìm thấy thì nó báo lỗi là đúng rồi. Chúng ta cứ đẩy này đến git thì đã, git init rồi git add này. Git commit này. À, có vẻ đúng đúng không? Đây, đẩy được bớt với các thứ lên. Rồi, bây giờ add origin. Rồi, bây giờ thử add thử xem nào.
Đấy, ok, có vẻ là add được rồi đây. Git remote add origin. Đấy. Tiếp theo là ta push cái này lên brand master. Có vấn đề gì đó hình như là chưa push về. Push lại xem. Commit lại xem. Nothing to commit rồi. Thế thì phải push được rồi chứ nhỉ. Rồi, có một cách khác là mình có thể clone cái repository này về. Sau đó thì copy cái file git vào cái vị trí này. ls-la. Rồi, đây thì khi mà pull về nó sẽ nằm trong cái thư mục này. Như vậy là copy cp-pr. Cái này mà bạn nào làm trên Windows thì nó cài cái git bash này nhé, thì gõ ra các cái lệnh này. Git bash, sau đó mở git bash chứ không mở bằng command line của Windows. Ở trên Mac thì ok nhé. Trên Mac thì chúng ta trên Mac trên Linux thì chúng ta xài terminal vô tư. sp-pr tức là copy nguyên C preserve recursive, copy cả con lẫn cháu. Splash screen dot chấm git rồi có vào thư mục hiện tại, thế có cả cái git ignore nữa vào thư mục hiện tại. Ok rồi, thế chúng ta xóa cái thư mục này đi. Nếu vừa clone về đi xem có đúng là cái tôi vừa clone về không? Rồi đúng rồi đấy, bây giờ xóa nó đi. Rồi thì bây giờ push lên thôi. Git commit trừ am init commit rồi git push. Đấy. Rồi, git branch chữ A. Đấy, thì là ta đang đứng ở master, được rồi. Đang ở brand master. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tag cho nó, tạo cho nó một cái tag đây. Git tag chữ A v0.0.1 chữ m là message. Tức là gắn cho nó một cái tag phiên bản đầu tiên. Yes. Rồi ta push cái phiên bản này lên. Rồi, ok, như vậy là nó có cái phiên bản này rồi. Thế bây giờ các bạn có thể là vào đây xong rồi chúng ta bấm refresh này. Để nó ra cái gì. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy là cái đoạn hướng dẫn này. Nhưng mà code sao nó chưa lên nhỉ? Rồi tranh thủ làm nốt cái việc chỗ này đi đã này. Rồi, trên cái thư viện ta thử xem là nó đã chui vào. Đây, ta copy cái đoạn code này, ta vứt vào chỗ đây. popspec.iml. Thì cái đoạn này các bạn comment nó lại nhá. Ta không lấy từ local nữa mà ta lấy từ GitHub. Yeah. Library name này, git này. Đây, ta copy cái đoạn dưới này. Vứt vào đây. Nhớ là chúng ta tap vào nhé. Đây này, các bạn tap một lần, tap hai lần là con, cháu. Chỗ này cũng thế, các bạn xóa để đằng tap cái. Nó sẽ hết báo lỗi. Rồi, bây giờ copy cái đường link này vào đây. Xong ta bấm pubget để nó sẽ tìm cách nó download thư viện về. Rồi, có thể nó không tìm thấy đây này. Ok rồi. Nó không tìm thấy chứng tỏ là cái code mình chưa push được lên. Rồi, chúng ta chạy add lại lần nữa xem nào. Git commit chữ am. Đẩy tất cả lên. Add code. Rồi. Đây, 0.1.4 đi. Rồi, 0.1.4 đi xem nào. Woods 0.1.4. Rồi. Master sẽ nó lên được không? Đấy, rồi ok rồi nhá, lên được rồi đây này. Đấy, chúng ta lên được rồi. Cho thêm bản tag 1.5 lên cho nó chắc vào. Nào, git tag 1.5. Đây các bạn cho phiên bản 1.5 vào. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ phải push lên master trước, sau đó ta mới add tag vào sau. Thì mới có code được. Bây giờ git push origin 0.1.5. Đấy. Rồi. Bây giờ ta copy 0.1.5 này. Đây, đây để thêm tag thì ta bạn thêm chữ rep. Câu hỏi của chúng ta là đâu? Thêm tag vào đây nhá, ta hỏi ChatGPT để thêm tag vào đây. Sau đó copy cái đoạn code này. 0.1.5 lấy bản mới nhất. Đấy. Bây giờ để check xem là cái tag này thực sự nó có trên trên đây chưa thì chúng ta gõ là gì? Git tag. Đấy, ok, 0.1.5 đây rồi. Rồi bấm pubget. Rồi ok xong. Bây giờ thử xem mà nó đã chui vào đây chưa. Để chui vào đây chưa thì đơn giản thôi, ta chỉ cần mở cái màn hình main này lên này. Xong người ta an enter xem nó nhận được cái slot screen chưa. Có vẻ như được rồi đây này. Đấy, có vẻ như được rồi đây này. Đấy. Thấy chưa? Đấy, được rồi đây này. Đấy, bây giờ chúng ta thử chạy thử xem. Get dependency, ta cũng chạy đồng ý lấy như ai. Ta chạy đi xem nào.
Rồi ta thử update một cái version nào đó, xong rồi kiểm tra xem cái đầu ra nó đã ra chuẩn chưa. À, đấy, ngon lành rồi đây này, con chim này. Đấy, sang đây rồi. Rồi bây giờ ta sẽ lên đây ta thử sửa nhá. Các bạn thử sửa nhá. Ở đây mình sẽ sửa cái version đấy một chút. À, tức là cái trang chủ này này nó sẽ hiện ra là hướng dẫn à. Đây bây giờ mình thử sửa cái thằng này đi. Thì cái này các bạn sửa ở đâu? Chúng ta có thể mở Visual Studio Code lên sửa sửa trong terminal cũng được. Thì là nó là file readme.md đó. Nano readme. Đấy. Đấy, chấm Markdown Viewer. Đấy, thế mình thử viết một cái đoạn gì đó vào đây. Đây là thư viện test thôi nhé, đúng không? Đại khái là có chữ ở đây được. Bấm Ctrl X trả lời yes. Sau đó bấm Enter. Đấy. Nó sẽ lưu cái file lại. Rồi còn cái file git ignore, ta thử sửa cái file git ignore đi xem nào. Đừng đừng sửa cái file đấy. Ta sửa cái file lib đi xem nào. Nano. Đây là kiểu như lười lười viết code đây. À lười mở IDE đây. Các bạn có thể mở IDE, mở một cái Visual Studio Code lên nhé, để edit nhá. Thay vì edit bằng lệnh. Rồi lib này. Splash screen này. Rồi thử mở đây nào. Đó. Mở cái code này lên. Cho thêm một cái chữ gì đó vào đây đi. Ví dụ như là cái này là width 120, 120. Cái chỗ này là title. Cái này chữ thì cho màu đỏ đi xem nào nhá. Ta thử cho màu 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 vàng đi hay là màu đỏ đi, yellow đi. Màu đỏ đi. Sau đó chúng ta bấm Ctrl X trả lời yes, tức là bấm Y. Sau đó bấm Enter. Đó, nó lưu lại. Rồi bây giờ ta đẩy cái code này lên. À, đẩy cái code này lên. Nhớ là copy cái đoạn này nó sẽ là thành 1.0.1.6 nhá. Copy. Nó sẽ git add. Git commit trừ am. Change color. Chúng ta thay đổi màu chữ. Text color. Ok. Sau đó chúng ta push nó lên. Git push. Origin. Master. Master. Push lên brand master. Sau đó mình đặt cho nó một cái tag vào đây. 0.1.6. Và phiên bản 0.1.6. Rồi. Bây giờ push cái tag này lên repository. 0.1.6. Git push origin. Git tag. Thấy ghê chưa? 0.1.6. Rồi bây giờ ta vào cái phần thư viện, ta sửa pub spec 1.0.1.6 Ctrl S. Sau đó bấm pub get lôi thư viện về. Thế sau này mình sẽ bấm chạy trở lại nhé. Cái này phải chạy lại không hot loading được, mình thay đổi thư viện mà. Đấy thì nó sẽ lên git nó lôi cái v 0.1.6 về. Ta hiện ra thấy màu đỏ là được. Tức là ta cứ làm ta sửa, ta đẩy lên git, sau đó ta báo cho bên đối tác của ta về cái version, cái tag mới update. Thì họ chỉ điền cái tag mới vào là xong rồi là chạy là được. Đấy, ok. Rồi, chữ màu đỏ rồi, ok rồi nhá. Đấy. Rồi. Đấy, tạm thời chắc là chức năng đến đây thôi. Thế xong rồi là còn những cái chức năng như là gọi API rồi kỹ thuật khác rồi GraphQL dần dần để xong video khác. Trước khi đến cái video đấy thì sẽ có một cái video về cái backend. Sẽ làm cái phần backend cho cái thằng này. Tất nhiên là không không thể làm hết cái backend này. Cố gắng là sẽ sâu càng nhiều kỹ thuật vào đây càng tốt. Chứ còn cũng không mong gì làm hết được một cái app chứng khoán. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm.